Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 102. Đối mặt vượt qua đối thủ của mình, Quang là muốn chống cự, muốn không bị đánh ngã, cũng đã đem hết toàn lực, hoàn có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Cho dù lấy Chu Thuần Thiên Phú, nếu là có người nói cho hắn, có người có thể đang chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ, Chu Thuần vậy sẽ đối với người này, khịt mũi coi thường, nói cho hắn, ngươi hoàn toàn không được rõ tu hành. Nhưng là hiện tại, hắn đối với tu hành hiểu, đã, hoàn toàn bị lật đổ. Bị hắn nguyên bản, hoàn xem thường người trẻ tuổi này, lật đổ. Không được, không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy. Kiêu ngạo đến không thể một đời Chu Thuần, trong lòng, vậy sinh ra một vẻ lo âu, nguyên bản tràn đầy tự tin, cho rằng mình tuyệt không thể nào thua Chu Thuần, hiện tại, nhưng dao động. Hắn không thể, trì hoãn được nữa, không thể. Lại cho Diệp Thần trở nên mạnh mẽ cơ hội. Cho dù chỉ có một chút khả năng, hắn vậy không cho phép, Diệp Thần, vượt qua mình. Hắn thừa nhận hắn sợ. Hống. Một tiếng gầm thét, Chu Thuần hóa thân cự long, chợt tăng tốc độ, khuấy động quanh thân kiếm khí. Kiếm khí này, lại ngay chớp mắt liền tụ bó đến Diệp Thần quanh thân. Hóa thành mấy đạo trong suốt kiếm quang. Chu Thuần hơi thở hào hển, hiển nhiên, một chiêu này, có chút gánh vác. Bất quá, Chu Thuần trong mắt, nhưng lóe lên vui mừng. Diệp Thần sắc mặt chợt biến đổi, sau lưng kỳ lân hư ảnh trước mắt, bất hủ thần thể và ma khu phát động. Nhưng là, dù vậy, mấy đạo trong suốt kiếm quang, vẫn là khoảnh khắc bây giờ, kích phá phòng ngự, xuyên thủng Diệp Thần thân thể. Giao một tiếng, kiếm quang biến dạng bắp thịt, máu tươi tung tóe. Trong sân, vang lên tiếng thán phục. Diệp Thần, rốt cuộc bị thương. Chu Thuần trong mắt thần quang bùng nổ, chính là hiện tại. Hắn biết, bằng mới vừa rồi kiếm quang, thì không cách nào giải quyết Diệp Thần. Hắn mục đích, là để cho Diệp Thần dưới trọng thương, xuất hiện sơ hở, sau đó, một hơi giải quyết Diệp Thần. Không có ai, có thể trúng hắn một chiêu này sau đó, còn có thể bình yên vô sự. Cự Long tốc độ lần nữa gia tăng, một phần vạn giây. Liền phải xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Nhưng mà, ngay tại lúc này, vậy cả người máu tươi cuồng phún Diệp Thần, lại là đối Chu Thuần, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Chu Thuần sững sốt một chút, Diệp Thần đang cười. Hắn đang cười cái gì? Không biết, mình liền muốn thua liền sao? Còn cười được tới. Hắn trong lòng, đột nhiên dâng lên một tia dự cảm xấu. Một khắc sau, nhìn như, đã là người bị trọng thương Diệp Thần, lại cả người điện mang chớp mắt, lần nữa hành động. Hắn tốc độ, lại tựa như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Yên tĩnh như chết. Không có bất kỳ người có thể nghĩ đến, Diệp Thần ở bị Chu Thuần tuyệt mệnh sau một kích, lại vẫn có thể động. Hơn nữa, hoàn một bộ hoàn toàn không bị thương thế ảnh hưởng dáng vẻ. Rất nhiều người, cho tới nay đều biết, Diệp Thần thể chất rất mạnh, nhưng là... Bọn họ hiện tại mới biết, Diệp Thần thể chất, đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người trong lòng, đều bị cả người là máu Diệp Thần, sinh ra một loại kính sợ, không có ai, muốn trở thành là Diệp Thần kẻ địch. Một cái vĩnh viễn cũng không giết chết kẻ địch, là người bất kỳ, cũng không muốn đối mặt. Huống chi, vẫn là một cái thiên phú nghịch thiên tới cực điểm kẻ địch. Diệp Thần, hiện tại cho bọn hắn cảm giác, chính là hai chữ. Không chết. Chân chính giết thế nào, vậy giết tồn tại không chết. Diệp Thần vừa tiếp tục né tránh Chu Thuần công kích, một bên không ngừng khua kiếm, ánh mắt, vậy ngưng trọng. Hắn mặc dù dựa vào canh kim khí và phần huyết quyết, chống đỡ thân thể, vẫn có thể tiếp tục hành động, nhưng là, Chu Thuần kiếm, đối với hắn cũng không phải chút nào không ảnh hưởng. Chu Thuần đúng là vạn cổ thiên tài, kiếm khí của hắn, so phong môn nhất tầng thiên cường giả. Mạnh hơn hoành vô số lần. Cho dù có rất nhiều lá bài tẩy, Diệp Thần, cũng không cách nào hoàn toàn không thấy. Thằng nhóc, muốn không muốn ta hỗ trợ, ta như cho ngươi lực lượng hoặc là mượn ngươi thân thể, đủ nghiền ép, phong thanh dương thanh âm ở vang lên bên tai. Diệp Thần lắc đầu một cái, không cần, ta có thể. Diệp Thần cự tuyệt. Hắn biết, mình cũng có cực hạn, cuộc chiến đấu này, liền xem, ai có thể ở đến cực hạn trước. Chắc chắn cơ hội thắng, đánh bại đối thủ. Mà Diệp Thần cơ hội thắng, chính là, cực hạn trảm thiên nhất kiếm. Hắn chưa bao giờ thi triển một kiếm.
Chu Thuần lúc này, nhưng có chút nán lại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại bị kiếm của mình quang hoàn toàn trúng mục tiêu, vẫn còn một bộ dáng vẻ người không có sao. Hắn có tự tin, thông thường tinh khiếu đỉnh cấp võ giả, bị mình hoàn toàn đánh trúng mà nói, thân thể cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ, liền cặn bã cũng không còn, hắn biết, Diệp Thần thể chất cực mạnh, cũng không đến nổi sẽ chết. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần, nào chỉ là không chết. Liền bị thương cũng không có dáng vẻ. Chu Thuần cùng nhau đi tới, cho tới bây giờ đều là đánh đâu thắng đó, lúc nào, gặp được cái này loại đối thủ. Trong chốc lát, tự tin của hắn bị đả kích thật lớn, lại có chút, không biết làm sao. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn biết, hắn mục đích đạt tới, hắn và Chu Thuần không cùng, tu đạo đến nay, cơ hồ đều là đang cùng tử thần làm đánh cờ, vô số nghịch cảnh, hắn cũng đi tới, liền nói lòng mà nói, hắn, xa xa so Chu Thuần càng cường đại hơn. Hắn, bất luận đối mặt như thế nào khó khăn cục diện, cũng không biết nổi giận. Ngắn ngủi thất thần sau đó, Chu Thuần hơn nữa tức giận gầm thét, hắn hiện tại, chỉ hy vọng Diệp Thần ngã xuống, chỉ hy vọng, Diệp Thần từ mình trước mắt biến mất, hoàn toàn lau tiêu người mình sinh chung điểm nhơ. Hắn biết, mình bị Diệp Thần dao động, cho nên, hắn hơn nữa khẩn cấp muốn đánh bại Diệp Thần, chỉ cần để cho điểm nhơ này biến mất, mình là có thể khôi phục thành lúc đầu cái đó Chu Thuần. Nguyên lai cái đó hoàn mỹ Chu Thuần. Chu Thuần khuấy động màu máu kiếm biển. Mấy đạo kiếm quang, lần nữa ngưng tụ. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, trên mặt nhưng thoáng qua vẻ vui mừng, thú hủ kiếm động. Ầm một tiếng, kiếm quang bạo tránh, chém chết liền trong đó một nửa kiếm quang, một nửa kia, lại lần xuyên thủng Diệp Thần thân thể. Diệp Thần chẳng những không có bởi vì thương thế tăng thêm mà tức giận, ngược lại, là vui vẻ. Hắn biết, Chu Thuần kiếm, rối loạn. Cự Long rốt cuộc vào tới Diệp Thần bên người. Long chảo huy động, cùng Diệp Thần chém ra kiếm quang, đụng tới một chỗ, Diệp Thần miệng phun máu tươi, to lớn lực phản chấn, đem hắn chấn động được đổ bay. Nhưng là, rất nhanh Diệp Thần liền ổn định thân hình, lần nữa né tránh Cự Long truy kích, đồng thời, một kiếm, hướng Chu Thuần chém tới. Tình cảnh trong chốc lát, hướng Chu Thuần ái mộ, Diệp Thần, tựa như chẳng qua là ở kéo dài hơi tàn thôi. Nhưng là, lúc này lại không có bất kỳ người dám giễu cợt Diệp Thần một câu, bởi vì, bọn họ bị Diệp Thần, hoàn toàn rung động. Diệp Thần coi như thể chất mạnh hơn nữa, lần lượt bị Chu Thuần kiếm quang xuyên thủng, nên có nhiều thống khổ. Chu Thuần kiếm khí, cũng không phải là thông thường lưỡi kiếm à. Kiếm khí này vào cơ thể, sợ rằng, trong cơ thể bắp thịt, xương cốt, kinh mạch, cũng sẽ bị khuấy nát vụn, khuấy bể đi. Người bình thường, cho dù thân thể có thể chịu được, bị một kiếm này, sợ rằng tâm thần đều phải bởi vì đau nhức mà hỏng mất. Nhưng mà Diệp Thần đâu, cùng Chu Thuần giao thủ trong quá trình, hắn bị nhiều ít kiếm. Sợ rằng, có mấy trăm kiếm chứ. Nhận chịu như vậy khó có thể tưởng tượng thống khổ, hắn, có buông tha dấu hiệu sao? Không chỉ không có, thậm chí, Diệp Thần hơi thở mặc dù có suy nhược tình thế, nhưng là, tất cả mọi người đều cảm giác được, Diệp Thần chiến đấu khí thế. Nhưng càng ngày càng mạnh. Mặc dù, một mực bị thương là Diệp Thần, nhưng là, liền về khí thế mà nói, hắn cũng đã lấn át Chu Thuần. Người như vậy, làm sao có thể không để cho người rung động? Như vậy một cái, cho dù thân thể tan tành, vậy phải tiếp tục đứng, tiếp tục chiến đấu tiếp người, có sắt thép vậy tinh thần người, làm sao có thể không gọi người kính nể? Diệp Thần mặc dù còn không có thủ thắng, nhưng là, cũng đã để cho phần lớn học sinh, từ đáy lòng thuyết phục. Hắn là thần hỏa học viện, xứng đáng không thẹn thiên tài. Cát Thanh nhìn Diệp Thần, mắt trung thần quang, càng ngày càng chói mắt. Hắn biết Diệp Thần rất tươi đẹp, nhưng là, còn đánh giá thấp Diệp Thần. Hắn trong lòng, mơ hồ có loại cảm giác, Diệp Thần có thể là một cái có thể thay đổi thần hỏa học viện tương lai người. Mà ở Cát Thanh ngồi bên cạnh, lại là Sở Doanh. Lúc này, nàng mặt mỉm cười, nhìn Diệp Thần, trên mặt là nhàn nhạt kiêu ngạo. Nàng là Diệp Thần biểu hiện, cảm thấy kiêu ngạo. Xem Chu Thuần loại thiên tài này, nàng thấy qua rất nhiều, những người này tư chất quả thật rất tốt, nhưng là, lại không có Diệp Thần như vậy, có thể đánh động nàng, rung động nàng quyết đoán. Như vậy tinh thần cùng quyết đoán, có lúc,
so với kia hàng tỷ bên trong lấy một tư chất, càng đáng quý. Đây cũng là, nàng thưởng thức nhất Diệp Thần địa phương. Coi như Diệp Thần không phải ma đế sống lại, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn thành tựu có lẽ có thể vượt qua vậy cửu u bên trên, chí cao vô thượng ma đế. 2 tiếng trôi qua, 4 tiếng trôi qua, 6 tiếng trôi qua. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này Diệp Thần, nhìn qua, cũng đã là vô cùng là thê thảm. Hắn thân thể, tàn tạ không chịu nổi, nếu không phải dựa vào một cổ nhàn nhạt tử diễm duy trì, sợ rằng, cái này mình đầy thương tích thân xác, đều phải hoàn toàn hỏng mất. Bất hủ thần thể đều không cách nào kịp thời phục hồi như cũ, có thể gặp Chu Thuần có kinh khủng dường nào. Mà Chu Thuần hiển nhiên cũng không tốt hơn, Cự Long nhìn như, hơi thở uể oải, thậm chí hắn bản thể, cũng đã là cả người máu tươi, trong quá trình chiến đấu, Diệp Thần, dần dần làm bị thương hắn. Đột nhiên, hai người đồng thời thân hình dừng lại là đều ngừng động tác, cứ như vậy trôi lơ lửng ở trên diễn võ trường, lăng không đối lập. Âm một tiếng, vậy huyết phụ Cự Long, chậm rãi tiêu tán, hiện ra sắc mặt tái nhợt Chu Thuần. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ngưng mắt nhìn Diệp Thần tàn phá thân thể. Hắn không rõ ràng, Diệp Thần, tại sao bộ dáng này, hoàn có thể kiên trì trước chiến đấu. Chu Thuần trên mình, vậy có vài chỗ kiếm tổn thương, sâu thấy tới xương, hắn từ hiểu chuyện tới nay, khiêu chiến qua đối thủ rất nhiều, nhưng là, cho tới bây giờ không có một lần, xem ngày hôm nay, bị thương nặng như vậy. Hắn bị thương, xa xa không bằng Diệp Thần nghiêm trọng, nhưng là, hắn đã cảm nhận được như vậy, ghi lòng tạc dạ thống khổ. Chiến đấu, nguyên lai là Chu Thuần yêu thích, là Chu Thuần giải trí, là Chu Thuần nghiền nát kẻ địch, hăm hở thời khắc. Nhưng là, hiện tại Chu Thuần biết, vậy, không phải chân chính chiến đấu. Chân chính chiến đấu, là thống khổ. Mà mang cho mình thống khổ người, chính là trước mắt cái này tựa như không chết chiến quỷ giống vậy Diệp Thần. Giờ phút này, Chu Thuần rốt cuộc bộc phát, gần đây khiêm tốn, thậm chí rất lâu cũng lười phải cùng đối thủ nói gì nhiều hắn. Hướng về phía Diệp Thần gần như điên cuồng gầm hét lên. Tại sao à? Tại sao ngươi còn đứng à? Tại sao ngươi không ngã xuống à? Mau cho ta đây hạ à? Diệp Thần, tại sao, ngươi muốn ngăn ở ta trên đường à? Ở ngươi xuất hiện trước, ta là vô địch, là kiêu ngạo, ngươi tại sao phải phá hủy hết thảy các thứ này? Ngươi làm sao dám? Đối mặt Chu Thuần gầm thét, Diệp Thần không có động tĩnh, hắn đôi mắt khép hờ. Qua một lúc lâu sau đó, mới chậm rãi mở ra. Ở hắn trong mắt, tựa như ký túc trước lực lượng nào đó. Giờ khắc này Diệp Thần, trong nháy mắt, lại tựa như siêu thoát cả thế giới tồn tại. Diệp Thần hướng về phía Chu Thuần, nhàn nhạt nói, ngã xuống. Chu Thuần, ngươi, muốn rõ ràng, ngươi hiện tại chỗ mong đợi, hẳn không phải là, để cho ta đây hạ. Hắn ngưng mắt nhìn Chu Thuần, kiếm ý nổi lên. Ngươi muốn. Hẳn là trở nên mạnh mẽ, mạnh đến không bị thua cho ta, Chu Thuần, ngươi nói ta không có tư cách, ngăn ở ngươi trên đường. Ở ta xem ra, ngươi, thậm chí không có tư cách bị ta ngăn trở ngăn cản, ngươi biết chưa? Vừa dứt lời, một cổ tuyệt mạnh kiếm ý phóng lên cao, cùng Diệp Thần trước nơi chém ra, hoàn toàn không cùng. Thật là, không phải một tầng thứ tồn tại, kiếm ý này mới vừa hiện lên, pháp tắc trong thiên địa, tựa hồ cũng là hắn nơi vặn vẹo. Liền Cát Thanh và Sở Doanh, đều là đồng thời biến sắc, thấp kêu thành tiếng. Thần quốc thần thông. Trở nên mạnh mẽ sao? Chu Thuần nỉ non, cái này nhìn như chữ viết trò chơi lời nói, lại để cho hắn tâm cảnh, thay đổi. Diệp Thần chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, nhàn nhạt nói, Chu Thuần, xuất kiếm đi, ra ngươi mạnh nhất một kiếm. Mấy trăm kiếm tổn thương, rốt cuộc để cho hắn chộp được, Chu Thuần kiếm ý bên trong tinh túy. Diệp Thần chảm thiên nhất kiếm, rốt cuộc có đột phá. Chu Thuần yên lặng chốc lát, hít sâu một hơi, đáp Diệp Thần, không thể không nói, ngươi là một cái hiếm có đối thủ, cuộc chiến đấu này, ta thu được ích lợi không cạn. Hắn trong ánh mắt, lần nữa chớp động dậy tự tin, trong mơ hồ, Chu Thuần kiếm ý, lại có đột phá. Diệp Thần cười một tiếng, kiếm ý bung ra, một đường kim quang hiện lên ở giữa thiên địa. Mà Chu Thuần, giống vậy kiếm ý kích động, vô biên kiếm khí, hóa thành thương long, từ trên trời hạ xuống. Trảm thiên nhất kiếm, vân long thủy thiên kiếm. Kiếm mang kiếm ý,
đánh vào phun trào, kinh chấn động bốn phương. Vô hình bên trong, phảng phất có kiếm thần cùng kiếm thần, lẫn nhau đối lập, hai bên nhất kích, lại ẩn hiện thần ý. Ánh sáng bùng nổ, thu liễm, mà đứng ở trên diễn võ trường bóng người, chỉ còn lại một đạo. Chu Thuần xa nhìn bầu trời xanh trong veo, vạn dặm không mây, chói mắt mặt trời, đang trên bầu trời lóng lánh. Không mây chi không, lại nơi nào, có nói long bay lên không gian. Sợ rằng, có thể ở mặt trời chói chang dưới bay lượn, chỉ có chân chính thiên long chứ. Hắn vậy khuôn mặt bình thường lên, lộ ra một nụ cười khổ, nhàn nhạt nói ta, thua. Diệp Thần nhìn ngã xuống Chu Thuần, lại nhìn xem trước ngực mình máu tươi, đó là Chu Thuần cuối cùng một kiếm, tạo thành vết thương, hắn chảm thiên nhất kiếm, lại có tiến cảnh. Nhưng, nếu không phải mình cái này nghịch thiên bất hủ thần thể và ma khu, sợ rằng, cuối cùng bại, vẫn là mình chứ. Chu Thuần, quả thật rất mạnh, cuối cùng một kiếm kia, hắn tin tưởng, đã đạt đến phong môn sơ kỳ tầng thứ. Bất quá, cuối cùng đứng, vẫn là hắn Diệp Thần. Không bao giờ ngã xuống. Cái này, chính là Diệp Thần kiêu ngạo. Một khắc sau, diễn võ trường to lớn lên, vang dội các khán giả tiếng hoan hô. Cơ hồ tất cả mọi người, đều ở đây hô to Diệp Thần tên chữ. Vậy mấy tên, trước giễu cợt qua Diệp Thần năm hai sinh, thì là một bộ mau khóc nét mặt. Hiện tại, Diệp Thần nào chỉ là thắng à? Thật là, trở thành học viện bên trong thần tượng. Mình, nếu để cho những người khác biết, bọn họ đã từng như vậy làm nhục qua Diệp Thần nói. Sau này, ở trong học viện, có bao nhiêu khó khăn phối hợp, có thể tưởng tượng được. Cơ Huyền mặt không thay đổi nhìn mấy người nói, mấy vị, có phải hay không, có thể thực hiện các người đánh cuộc. Mấy người kia sắc mặt thay đổi mấy lần, bọn họ muốn cự tuyệt, nhưng là, có thể sao? Mới vừa rồi, nghe được bọn họ nói chuyện, cũng không chỉ Cơ Huyền mấy người, mà lúc này, đã có mấy đạo ánh mắt, nhìn về phía bọn họ. Hiện tại, chưa nói xin lỗi, còn có thể làm sao? Mấy người kia cắn răng, cuối cùng vẫn là đứng lên. Cơ hồ đều muốn ở dưới áp lực, đạo tâm không yên, bọn họ vẻ mặt đau khổ hướng về phía đứng ngạo nghễ ở trên diễn võ trường Diệp Thần la lớn. Thật xin lỗi, Diệp Thần, là chúng ta có mắt không tròng, mắt chó coi thường người, đối với người có nhiều xúc phạm, người thực lực, không thể nghi ngờ, không phải chúng ta có thể đo lường được tồn tại, là chúng ta, sai rồi. Mọi người dừng lại hoan hô, lẳng lặng nhìn mấy người kia, bọn họ ánh mắt, thật là... giống như là một cái cầm lưỡi dao sắc bén, xuyên thủng mấy nội tâm của người. Bọn họ hiện tại biết bao hối hận, hy vọng dường nào, ban đầu, không có như vậy giễu cợt qua Diệp Thần à. Hiện tại, mình, mới là cái đó buồn cười nhất cười nhạo. Không có người nói cái gì, nhưng, còn cần phải nói sao? Trong mắt bọn họ khinh thường cùng khinh bỉ, thắng được rất nhiều lời nói. Mấy người lại cũng không chịu nổi. Ảo não rời đi diễn võ trường. Diệp Thần thờ ơ hướng mấy người kia nhìn một cái, hắn biết, có rất nhiều người ưu tú, là không bị những cái kia tầm thường hiểu. Hắn cũng không phải một cái quan tâm người khác cái nhìn người, hắn quan tâm, là mình nội tâm, mình quy tắc. Thực tế, sẽ thay mình, hung hãn dạy bảo những cái kia đã từng xem thường người mình. Bỗng nhiên, Diệp Thần thân hình thoát một cái, một hồi choáng váng. Tựa như bóng tối đợt sóng vậy, tràn vào trong đầu, đem hắn chiếm đoạt. Đáng chết! Diệp Thần chửi nhỏ một tiếng, hắn thương thế, quá nặng, hơn nữa, mặc dù Trảm Thiên Nhất Kiếm cảnh giới có đột phá, nhưng là, vẫn không thể hoàn toàn tránh Trảm Thiên Nhất Kiếm mang tới gánh vác. Ở hai người dưới tác dụng, Diệp Thần, rốt cuộc vẫn là ngất đi. Cát Thanh thân hình động một cái, liền đem Diệp Thần và Chu Thuần, nhấc ở trong tay. Tự mình mang bọn họ trở lại tháp cao tiến hành chữa trị. Nhìn hai người, mặt hắn lên, không khỏi hiện ra một nụ cười châm biếm. Diệp Thần và Chu Thuần, cũng không có để cho hắn thất vọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở một cái xa lạ gian phòng bên trong, hơn nữa, vẫn còn ở cao tốc di động, hắn lay động một cái có chút hôn mê đầu lâu, xuống giường đi ra ngoài cửa. Cửa mới vừa mở ra, một người ông già tóc trắng, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Cát Thanh. Cát Thanh đối với hắn mỉm cười nói, Diệp Thần, người rốt cuộc tỉnh, ta hoàn lo lắng,
người đến Cửu U Quốc, vẫn là một mực còn đang hôn mê bên trong phải làm gì đây? Diệp Thần nghe vậy hơi sững sờ, hướng về phía Cát Thanh hỏi, hiệu trưởng, chúng ta đây là... Cát Thanh nói, khoảng cách ngươi và Chu Thuần tiến hành chiến đấu, đã, quá khứ một ngày, hiện tại chúng ta đang đi Cửu U Quốc trên đường. Theo ta xem xét, ngươi trạng thái cũng không tệ lắm, hẳn có thể ở đến Cửu U Quốc trước, liền khôi phục. Cho nên, liền trực tiếp đem ngươi mang theo phi thuyền, bất quá, ta đây là không nghĩ tới, ước chừng qua một ngày, ngươi liền thức tỉnh. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn Trảm Thiên Nhất Kiếm, đã tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Tác dụng phụ thật to hạ xuống, nếu không phải bởi vì cùng Chu Thuần chiến đấu bên trong, bị thương quá nặng, hắn hẳn hoàn chưa đến nỗi hôn mê. Cát Thanh lại nói, đúng rồi, Sở Doanh vậy nha đầu để cho ta chuyển cáo ngươi, nàng có chút việc, trước một mình đi Cửu U Quốc. Diệp Thần có chút nghi ngờ nhìn Cát Thanh nói, hiệu trưởng, Sở Tiên Tử, rốt cuộc là thân phận gì? Tại sao nàng vậy được mời đi Cửu U Quốc tham gia cái này Hoàng Thất Sinh Nhật Khánh Điển? Diệp Thần mặc dù biết Sở Doanh thân phận và ma đế có liên quan, nhưng là thân phận chân thật, hắn cũng không biết. Chắc hẳn, Cát Thanh thân là Thần Hỏa Học Viện hiệu trưởng hẳn so hắn rõ ràng được hơn. Cát Thanh cười thần bí nói, Sở Doanh cái này nha đầu, bản thân chính là xuất thân từ Cửu U Quốc người, hơn nữa, vẫn là Cửu U Quốc Vương Đô một cái đặc biệt thần bí gia tộc đích nữ, tự nhiên, có tham dự vương tộc thọ yến tư cách. Tiểu tử, mặc dù ngươi thiên phú, đích xác là cực kỳ tươi đẹp, nhưng là, Sở Doanh cái này nha đầu, cũng coi là có thể xứng với ngươi. Hơn nữa, Sở Doanh sau lưng cái gia tộc đó, nghe nói và người trong truyền thuyết kia ma đế có rất lớn liên quan. Năm đó ma đế đối kháng thiên đạo, cùng vô số thần quốc cường giả đánh một trận, long trời lở đất. Mà ở trận chiến này trước đêm, ma đế chỉ gặp một người, người nọ chính là Sở Doanh tổ tiên. Bất quá. Vậy một đêm, ma đế rốt cuộc dặn dò cái gì, đến nay không người nào biết. Diệp Thần trong mắt thâm trầm. Xem ra trận chiến ấy trước đêm, ma đế tất nhiên cầm một kiểu đồ giao cho Sở Doanh sau lưng gia tộc. Đây là sống lại thân thể mấu chốt. Ma đế có thể đã sớm biết sẽ thất bại, đã lưu lại hậu thủ. Cuối cùng gặp mình. Cái này một bàn cờ, tất cả mọi người đều cho rằng ma đế thua. Thật ra thì cũng không phải là. Chuyến này Cửu U Quốc chuyến đi, sợ rằng chính là cuộc cờ bắt đầu. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần đều ở đây gian phòng của mình bên trong tu hành điều dưỡng. Mặc dù hắn đã thức tỉnh, nhưng là, trên mình còn có một chút thương thế chưa có hoàn toàn khôi phục. Hắn hy vọng, đến Cửu U Quốc trước có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng, dẫu sao, liền hắn xem ra, cái này Cửu U Quốc chuyến đi, cũng không phải là ngoài mặt cho Hoàng Thất Chúc Thọ đơn giản như vậy. Nửa ngày sau, Diệp Thần đôi mắt mở một cái, trong con người ánh sáng tím bạo tránh, cả người hơi thở bộc phát, lại mơ hồ sinh ra một loại kinh thiên uy thế, bất quá, rất nhanh, Diệp Thần liền đem uy thế thu liếm, mặt lộ vẻ vui mừng, hắn thân thể, đã hoàn toàn khôi phục. Cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm giác cao tốc chạy phi thuyền dừng lại, rồi sau đó, bên tai liền vang lên Cát Thanh thanh âm. Tất cả đi ra đi, chúng ta đến chỗ rồi. Diệp Thần nghe vậy, đi ra gian phòng, đi tới phi thuyền trên bong thuyền, cái này phi thuyền, là một kiện thần khí cấp cái khác phi hành pháp khí. Kèm theo không gian thần thông, bên trong vô cùng là rộng rãi, ngoài mặt, nhưng bất quá là thông thường tàu biển lớn nhỏ, lúc này, trừ Cát Thanh ra, trên bong thuyền, còn đứng hai đạo thân ảnh. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cái này hai người nam tử, một người 25-26 tuổi tác, mặc màu xanh đậm trường sam. Một đầu ác liệt tóc ngắn, trên lưng đeo một cây nhìn như phong cách cổ xưa kỳ cợm vô phong cự kiếm, thân hình cao ngất, anh khí bức người. Một người khác so với kia anh võ nam tử, hoàn trẻ hơn 1-2 tuổi, nhìn như thì ôn hòa nội liếm, khí chất yêu nhã, cả người bạch bào, mái tóc dài phiêu giật, một tay thuộc lòng, khác một tay cầm một quyển cổ thư, đang xem được nồng nhiệt. Nhưng là, để cho Diệp Thần khá là lộ vẻ xúc động chính là, cái này hai người. Tản ra đều là đến gần bịt cửa hơi thở. Chắc hẳn, đây cũng là vậy hai người Thần Hỏa Học Viện, năm ba thiên tài. Thần Hỏa Học Viện thật là đầm rồng hang hổ. Bằng chừng ấy tuổi, sắp bước vào phong môn, cái này sau lưng thiên phú và nội tình, không dám tưởng tượng. Diệp Thần đi lên phía trước, Cát Thanh ba người xoay người,
vậy hai người nam tử cũng đối với Diệp Thần lộ ra mỉm cười thân thiện. Anh võ chàng trai nói, sư đệ, ta kêu Thạch Hoa, năm ba sinh. Bạch bào nam tử đem cuốn sách thu hồi, vậy gật đầu cười nói, ta kêu Triệu Luân, cũng là năm ba sinh, sư đệ trước đối mặt Chu Thuần lúc biểu hiện, coi là thật tươi đẹp. Diệp Thần nói, hai vị sư huynh, ta là Diệp Thần, học sinh năm thứ nhất. Rất nhanh, phi thuyền liền hàng rơi xuống đất, lại là một phiến vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu, Diệp Thần có chút kỳ quái đánh giá bốn phía, cánh đồng hoang vu này nhìn mấy vạn dặm bên trong cũng không có bóng người, bọn họ mục tiêu, không phải Cửu U Quốc sao. Mấy người mới vừa xuống phi thuyền, liền nghe được cách đó không xa truyền tới một tiếng ông lão tiếng cười nói. Ai yêu, Cát Thanh, trùng hợp như vậy à? Mấy người quay đầu nhìn, chỉ gặp một người mặc thanh bào, mặt đầy nếp nhăn tóc muối tiêu ông già, đang mang ba tên người tuổi trẻ, đi bọn họ chỗ ở vị trí đi tới. Ông cụ này, mặc dù ngoài miệng nói trùng hợp như vậy, nhưng nhìn như, ngược lại giống như một mực ở chỗ này chờ bọn họ vậy. Cát Thanh đôi mắt híp lại, đối với Diệp Thần mấy người nói. Người này là học viện Thần Phong viện trưởng, tên là Trần Bắc, học viện Thần Phong một mực cùng chúng ta có chút không hợp nhau. Đúng rồi, Diệp Thần, đợi hồi thoáng phóng thích một phần chia ngươi thần mạch hơi thở, coi là ta thiếu ngươi. Hắn biết, Trần Bắc kia sẽ hảo tâm và bọn họ chào hỏi. Bất quá là muốn tới khoe khoang học viện thực lực mà thôi. Nhưng là, Cát Thanh nhưng không có chút nào lộ vẻ xúc động, năm trước, có lẽ thần hỏa học viện, là rất nhiều học viện bên trong, thực lực yếu nhất một cái, nhưng là, năm nay nhưng không giống nhau. Bởi vì năm nay, có Diệp Thần ở. Diệp Thần nghe vậy, hướng Trần Bắc sau lưng ba tên người tuổi trẻ nhìn, chắc hẳn, đây chính là học viện Thần Phong lần này tới chúc thọ những thiên tài. Cái này ba người, một người là nửa bước phong môn tu vi, một người vô hạn đến gần phong môn, mà còn dư lại một người, là chân chánh phong môn cảnh. Hơn nữa không đơn thuần tầng một tầng hai thiên. Nhìn như, Thạch Hoa và Triệu Luân, tổng thể thực lực, so với đối phương năm ba sinh, yếu hơn mấy phần. Đặc biệt là học viện Thần Phong cái đó phong môn cảnh thiên tài, cho dù là Diệp Thần, vậy từ trên người hắn, cảm nhận được không nhỏ áp lực. Vậy Trần Bắc ánh mắt lướt qua Thạch Hoa và Triệu Luân khuôn mặt, mặt hiện vẻ khinh thường, vốn không có để ý, nhưng làm hắn thấy Diệp Thần lúc đó, nhưng là hơi sững sờ, một lát sau kinh hô thành tiếng nói. Đây là, dấu vết. Không đúng, người này vẫn còn có một phần chia thần mạch hơi thở. Cát Thanh nghe vậy, mặt lộ vẻ đắc ý, cười nói. Trần Bắc, người không có nhìn lầm, hắn kêu Diệp Thần, là chúng ta thần hỏa học viện học sinh mới. Trong giọng nói, không nói ra được tự hào, nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng, ở những thứ khác trước mặt viện trưởng, có cơ hội tìm về mặt mũi. Trần Bắc khó có thể tin nhìn Diệp Thần, từ trên xuống dưới xác nhận nhiều lần, đây chính là thứ thiệt thần mạch hơi thở à. Vậy, chỉ có Thần Long học viện, Thần Hoàng học viện bên trong, mới có thể có lớn mạnh như vậy thiên tài, hiện tại, cái này Thần Hỏa học viện Cát Thanh, không biết đi vận cứt chó gì, lại vậy nhận được một cái. Hắn lần này tới đây, vốn là muốn giễu cợt Cát Thanh, bởi vì, lần này hắn mang tới học sinh bên trong, tên kia phong môn cảnh thiên tài, mạnh vô cùng. Hắn có tự tin, có thể nghiền ép Thần Hỏa học viện năm ba sinh, có thể bây giờ thấy cái này có thần mạch hơi thở thiên tài. Cho dù là mình học viện tên kia phong môn cảnh thiên tài, cũng đã ảm đạm thất sắc. Trần Bắc lắc đầu một cái, đang chuẩn bị mang mấy người xoay người rời đi. Ngay tại lúc này, đứng ở Trần Bắc sau lưng một tên thanh niên nhưng phát ra cười lạnh một tiếng nói. Trần hiệu trưởng, người mới vừa nói thần mạch, rất lợi hại phải không? Chỉ bằng hắn, ở ta xem ra, cái này thần mạch, ngược lại là không có gì không dậy nổi, một cái vận may tu vi võ giả, cũng có thể được thần mạch. Xem ra thần mạch, vậy không như vậy không dậy nổi chứ. Người này, chính là tên kia nửa bước phong môn võ giả, hắn ăn mặc thân màu đen đạo bào, cặp mắt nhỏ dài, tên là Ngô Dương. Trần Bắc nghe vậy, chợt quay đầu lại, hắn mới vừa rồi, bởi vì lập tức cảm ứng được không trọn vẹn thần mạch hơi thở, quá mức rung động, cho tới, cũng theo bản năng bỏ quên Diệp Thần tu vi. Hiện tại, hắn cặp mắt tì hí nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhưng có chút thử ra. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, cái này vốn nên rung động vạn cổ, để cho linh võ đại lục đại đa số thiên tài cảm thấy tự ti tồn tại,
lại, chỉ có tạo hóa cảnh tu vi. Điều này sao có thể? Bất quá, mặc dù rung động, Trần Bắc nội tâm, nhưng dần dần thăng bằng, bởi vì, trước mắt cái này gọi là Diệp Thần Thần Hỏa Học Viện học sinh, tựa hồ, so với hắn đã từng thấy qua những cái kia, chói mắt cực kỳ thần quốc trừ bị cửa, kém được quá nhiều. Thần Hỏa Học Viện, cho dù có một cái dấu vết và thần mạch học sinh, cũng bất quá là loại hóa sắc này mà thôi. Trần Bắc trên khuôn mặt già nua, dần dần lộ ra một nụ cười. Hắn làm bộ đối với tên kia nói chuyện học sinh trách cứ. Ngô Dương, ngươi làm sao nói chuyện, ngươi còn không biết, thần mạch khủng bố chứ. Ngươi xem, người ta tu vi, là thấp như vậy một chút, bất quá, nói không chừng, hắn là có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt đâu. Có đúng hay không? Ta đã dạy dỗ qua ngươi bao nhiêu lần, bất cứ lúc nào, đều không muốn xem nhẹ người khác. Ngươi quên sao? Hắn ngoài miệng như thế nói, nhưng mà trong giọng nói, nhưng là cao ngạo ý. Ngô Dương lơ đễnh nói, vượt cấp mà chiến, chúng ta học viện thần phong thiên tài, cái nào, không thể vượt cấp mà chiến đâu. Phổ thông có thể vượt cấp thiên tài, ở chúng ta trước mặt, cũng chỉ là vậy võ giả mà thôi, huống chi, hắn vận may tầng 2 thiên tu vi, cho dù lại có thể vượt cấp, có thể vượt đi nơi nào. Đừng nói cho ta. Hắn có thể vượt qua cơ hồ hai cái đại cảnh giới, đánh bại phong môn võ giả. Hiệu trưởng, người nói điều này có thể sao? Trần Bắc ho khan hai tiếng nói, cái này hả? Dù sao, ta sống nhiều năm như vậy, là không gặp qua, chính là không biết, thần hỏa học viện các viện trưởng, có cái gì bồi dưỡng đệ tử phương pháp đặc thù đâu. Nói xong, học viện thần phong mấy người, lại đang Diệp Thần đám người trước mặt, cười lên. Cát Thanh, Diệp Thần mấy người. Đều là sắc mặt run lên, ngay tại Cát Thanh chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc đó, mấy người hạ xuống cái này phiến trên cánh đồng hoang vu, liền phát ra một tiếng ầm vang lớn. Một đạo to lớn vết nứt không gian, lại đang mấy người trước người, trực tiếp mở ra, hơn nữa dần dần vặn vẹo thành một tòa thật to cửu u cửa. Nội môn đi ra một đạo thân ảnh khôi ngô, lại là một cái sắc mặt lạnh lùng người trung niên. Cát Thanh và Trần Bắc thấy người này, đều là hơi biến sắc mặt. Cái này hai người ở linh võ đại lục bên trên có thể nói là cường giả tồn tại, lại đồng thời hướng trung niên kia người thi lễ nói, Mạc Huynh, thật lâu không gặp. Người đến tên là Mạc Uy, hơi thở cực kỳ thần bí. Mạc Uy đối với hai người gật đầu nói, Cát Huynh, Trần Huynh, mời theo ta tiến vào cửu U Quốc đi. Dứt lời, liền xoay người đi nội môn đi, Cát Thanh hướng về phía Trần Bắc hừ lạnh một tiếng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông xuống tranh chấp. Mang Diệp Thần các người, tiến vào cửu u cửa bên trong. Diệp Thần đi vào nội môn, óc một hồi choáng váng, tiếp theo trước mắt sáng lên, bên tai vang lên một hồi tiếng huyên náo. Hắn dương mắt nhìn chung quanh, chỉ gặp bọn họ lúc này, đã tới một cái vô cùng là đường phố phồn hoa bên trong. Cát Thanh hướng về phía Diệp Thần mấy người nói, nơi này, là cửu u quốc đô thành, khá là sầm uất, vậy có rất nhiều ở linh võ đại lục bên trên vật hiếm thấy. Ta hiện tại còn có chút việc phải làm. Ở nơi này đô thành bên trong một gian tên là Duyệt Tới Lữ Điếm bên trong ta đã đặt xong gian phòng, các người bây giờ có thể đi trước trở lại chỗ ở, cũng có thể ở trong thành này đi dạo một chút. Nói xong, cũng không cùng Diệp Thần mấy người trở về cần phải, đem vào ở khách sạn bằng chứng phân phát sau đó, liền tự nhiên rời đi. Diệp Thần mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là mặt lộ cười khổ, cái này Cát hiệu trưởng. Thật đúng là mình thích thì mình làm thôi. Triệu Luân mở miệng nói, ta dự định trước trở lại lữ điếm xem đọc sách, các ngươi đâu? Thạch Hoa cười nói, lại đọc sách, ngươi thật đúng là một sách si, thật vất vả đi tới nơi này cửu U Quốc Đô Thành, ta tự nhiên phải thật tốt đi dạo một vòng. Vừa nói, hắn đột nhiên lộ ra có chút nụ cười bị ổi nhìn Diệp Thần nói, Diệp sư đệ, muốn không muốn theo ta cùng đi à? Ta nhưng mà trước thời hạn nghe không thiếu hưởng thụ chỗ đi nha. Diệp Thần nghe vậy sững sốt một chút, lắc đầu nói, Thạch sư huynh, ta đối với những địa phương kia không có hứng thú. Thạch Hoa nghe vậy bĩu môi, hướng hai người phất phất tay liền tự đi rời đi. Triệu Luân giơ giơ lên quyển sách trên tay hỏi Diệp Thần nói, sư đệ, nếu không theo ta lên đi. Diệp Thần cảm thụ một chút chung quanh, tò mò đến, sư huynh. Cửu U Quốc nhưng mà ở ma vực bên trong. Ta như muốn đi ma tộc, nên đi như thế nào? Triệu Luân sắc mặt có chút khó khăn xem,
Sư đệ xem ra đối với ma vực sự việc biết quá thiếu, ban đầu vị kia ma đế chết, Cửu U liền rời đi ma vực, lựa chọn một nơi cấm địa, tự phong vì nước. Cửu U không hy vọng và hỗn loạn tranh quyền ma tộc có bất kỳ liên quan. Vô số ngày tháng thay nhau, Cửu U không có chiến tranh, hơn nữa nắm trong tay Cửu U chí bảo, Cửu U quốc người dốc lòng tu luyện, ẩn núp cường giả vô số. Còn như ma tộc, nơi đó ma thú và giết hại quá nhiều, quân ma trần là đích thực bạo quân, người phải đi sợ rằng rất nguy hiểm. Triệu Luân phát hiện Diệp Thần sắc mặt rất khó xem, hỏi, sư đệ, người vẫn còn ở nghe sao? Nhưng mà, Diệp Thần không trả lời. Bởi vì mới vừa trong nháy mắt, hắn cảm giác đầu óc thời không chấn động. Một bức tranh đột nhiên xuất hiện, tựa như mạnh nhét tiến vào. Trong hình có vô số xiềng xích. Xiềng xích dưới là một cái vết thương chồng chất thiếu nữ. Thiếu nữ long ảnh vần quanh, lôi hồ lan tràn. Diệp Thần trong mắt trợn to, lại là kinh hô, Lạc Nhi. Làm sao có thể? Diệp Thần trong đầu hình ảnh chớp mắt rồi biến mất. Tựa hồ vô cùng không ổn định. Nhưng là, hình ảnh kia cảm giác chân thực, để cho Diệp Thần cảm thấy, cái này thiết thiết thật thật phát sinh qua. Diệp Lạc Nhi xảy ra chuyện. Nhưng là Diệp Lạc Nhi vừa không có cửu địch, tại sao sẽ như vậy? Giờ khắc này, Diệp Thần quanh thân che lấp một tầng sát ý, chung quanh Cửu U cường giả cũng chú ý tới Diệp Thần. Triệu Luân hơi biến sắc mặt, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cũng đều chết chắc, hắn vội vàng hướng Diệp Thần lên tiếng nói, sư đệ, ngươi thế nào? Lạc Nhi là ai? Ngươi nếu như lại phóng thích sát khí, hậu quả liền nghiêm trọng. Diệp Thần cái này mới thanh tỉnh lại, lắc đầu một cái, không việc gì. Sư huynh ta muốn một người yên lặng một lát, người đi lên trước đọc sách đi. Triệu Luân mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, xoay người rời đi. Cửu U quốc dòng người phun trào. Nhưng mà Diệp Thần chán bây giờ nhưng là tràn đầy từng cơn phiền muộn. Mới vừa rồi vật kia giống như nào đó loại thuật pháp liên tưởng vậy. Diệp Thần liền vội vàng hỏi Phong Thanh Dương nói, Phong tiền bối, mới vừa rồi trong đầu ta hình ảnh cảm là cảm giác sao? Phong Thanh Dương trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, mới vừa rồi ta phát hiện ngươi chung quanh không gian có cực lớn chập chờn. Đây tựa hồ là một loại thượng cổ thuật pháp, có thể phá vỡ hư không liên lạc người khác, chỉ bất quá cái này thuật pháp giá phải trả cực lớn, hơn nữa thi triển thuật pháp người còn chưa tu luyện viên mãn, cho nên hình ảnh cực độ không ổn định. Diệp Thần mặt mũi ngưng trọng, xem ra, đây là thật. Diệp Lạc Nhi không biết nguyên nhân gì, đi tới Linh Võ Đại Lục. Hơn nữa, xảy ra chuyện. Là ai phải dùng cái này vô số xiềng xích vây khốn một cái bình thường thiếu nữ? Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Côn Lôn Hư Diệp Lạc Nhi sư phụ tựa hồ nhắc qua Diệp Lạc Nhi thân thế. Và Linh Võ Đại Lục có liên quan. Chẳng lẽ là Diệp Lạc Nhi sau lưng gia tộc? Đáng chết! Ta phải mau sớm tìm được Diệp Lạc Nhi. Phong Thanh Dương thấy Diệp Thần như vậy lòng đại loạn, mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi cũng không cần khẩn trương. Nếu mới vừa rồi cô gái kia dùng không hoàn chỉnh thuật pháp thông báo cho ngươi, nhất định là có nguyên do. Ngươi lại gấp cũng vô ích, còn không bằng cùng nàng đem vậy cổ xưa thuật pháp tu luyện tới viên mãn, đến lúc đó chính là hoàn chỉnh hình ảnh, ngươi cũng có thể dựa theo hình ảnh tìm được đối phương. Dưới mắt, lần này Cửu U chuyến đi, cực kỳ trọng yếu. Ngươi không bằng thừa dịp hiện tại đi dạo một chút chung quanh, nói không chừng còn có thu hoạch. Diệp Thần thở dài một tiếng, chỉ có thể trước đem Diệp Lạc Nhi sự việc gác lại. Chờ đợi Diệp Lạc Nhi lần nữa thông báo mình. Rất nhanh, Diệp Thần liền phát hiện, cái này Cửu U quốc đô thành bên trong, trên đường tùy ý là có thể thấy vận may tinh khiếu tu vi tồn tại, có thể gặp hắn người tu luyện trình độ, quả thật xa xa cao hơn Linh Võ Đại Lục Đông Tây Nam Bắc Vực. Đi đi, một hồi kỳ dị rượu thơm, đột nhiên tràn vào Diệp Thần chóp mũi. Phong Thanh Dương ánh mắt sáng lên, cười nói, thằng nhóc, rượu này ngược lại có chút ý nghĩa, đáng đi uống một ly. Uống rượu, Diệp Thần liếc một cái Phong Thanh Dương nói, ta không tâm tình uống rượu. Phong Thanh Dương nói thẳng, thằng nhóc, ta như thế nói tất nhiên có lý do. Người mi tâm ma đế bởi vì trận chiến ấy ngủ say, người bước lên Cửu U, muốn sống lại hắn thân phận thật sự, thì nhất định phải thức tỉnh đối phương. Mà thức tỉnh đối phương phương thức tốt nhất chính là hắn đã từng yêu thích vật. Mà đây rượu thơm tựa hồ chính là thượng cổ truyền thừa xuống.
Ngươi không thử một chút? Diệp Thần không biết làm sao gật đầu, hướng rượu thơm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp một tòa hình dáng tinh xảo lầu các, trước cửa trên tấm bảng, viết Thần Tuyền Lầu ba chữ. Diệp Thần hướng Thần Tuyền Lầu đi tới, mới vừa đi tới cửa, thì có một người dung mạo dáng đẹp thiếu nữ, tiến lên đón tới, hướng về phía hắn mỉm cười nói, công tử ngài khỏe, xin hỏi, ngài là tới uống rượu sao? Diệp Thần nghĩ đến Phong Thanh Dương giao phó, chỉ có thể nói, đúng vậy, ta muốn nếm thử. Tên kia đón khách thiếu nữ duy trì mỉm cười nói, xin hỏi công tử, nhưng có hẹn trước. Hẹn trước, Diệp Thần có chút kinh ngạc, hắn ở Linh Võ Đại Lục, vẫn là lần đầu tiên thấy cần hẹn trước quán rượu. Mà giờ khắc này, Thần Tuyền Lầu bên trên. Ba cái người đàn ông đang tay cầm ly rượu, ngưng mắt nhìn dưới lầu rộn ràng đám người. Ở bọn họ trong mắt, những người này chính là con kiến hôi. Nếu như Diệp Thần chú ý tới, tất nhiên sẽ phát hiện cái này ba người chính là Học viện Thần Phong thiên tài. Trong ba người tu vi thần bí nhất thanh niên, con người lộ ra một đạo hàn quang, tên kia, tổng để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Cố nhiên cảnh giới chỉ là tạo hóa cảnh tầng 2 trời, nhưng ta cảm thấy, như bùng nổ toàn lực, sâu không lường được. Ngoài ra Học viện Thần Phong hai người tròng mắt trợn to. Vị này Học viện Thần Phong nhất yêu nghiệt thiên tài, lại nói một cái tạo hóa cảnh sâu không lường được. Nửa bước phong môn Ngô Dương lắc đầu một cái, người này cố nhiên có dấu vết và không lành lặn thần mạch hơi thở, nhưng căn cốt tới tuổi 20, mới chính là tạo hóa cảnh, đủ để chứng minh tiềm lực thấp kém. Thần bí thanh niên lộ ra một đạo nụ cười, cái này thế gian, không thể tu vi luận anh hùng, ta nói đến đây. Nói xong, liền xoay người rời đi. Ngô Dương đối với thần bí thái độ của thanh niên có chút không vui, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương thân phận và thực lực, vẫn là nhịn. Hắn chỉ có thể giận mắt nhìn cửa Diệp Thần, nghĩ tới điều gì, bước nhanh hướng dưới lầu đi. Mà giờ khắc này Diệp Thần, nếu nơi đây muốn hẹn trước, hắn liền không thấy hứng thú. Ma đế tỉnh lại cố nhiên trọng yếu, nhưng là hắn cảm thấy dựa vào rượu, vẫn không quá có thể. Hắn đang chuẩn bị rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nguyên lai là Thần Hỏa Học viện thần mạch thiên tài, ngươi vậy muốn đi vào uống rượu. Diệp Thần quay đầu nhìn, chỉ gặp lúc trước tên kia đối với hắn không tiếc lời Ngô Dương, đang có nhiều thú vị nhìn hắn. Diệp Thần không quá mức để ý, người này chân thật thực lực, vẫn còn ở Chu Thuần dưới, loại người này, hiện tại đã không cách nào hấp dẫn hắn hứng thú. Ngô Dương gặp Diệp Thần không nói lời nào, mắt nhỏ bên trong vẻ khinh thường chợt lóe lên, hơn nữa đắc ý. Ở hắn xem ra, xem Diệp Thần loại người này, nào dám và hắn hồi chửi. Cho dù có cái gì không biết cái gọi là dấu vết và thần mạch, hơn phân nửa, cũng chỉ là đồ có hư danh đồ chơi mà thôi, hiện tại hắn yên lặng, không phải là tốt nhất chứng minh sao. Hắn nơi nào biết, Diệp Thần, chỉ là lười để ý hắn mà thôi. Ngô Dương lại không có thả qua Diệp Thần ý nghĩa, hắn mặt lộ vẻ cười nhạt mở miệng nói. Thằng nhóc, người muốn đi vào uống rượu, sợ rằng, liền Thần Tuyền Lầu danh tiếng cũng chưa có nghe nói qua chứ. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngô Dương, không có vấn đề nói, ta là chưa nghe nói qua. Ngô Dương chỉ Diệp Thần, nói các người xem à, người này, liền Thần Tuyền Lầu danh tiếng, cũng chưa có nghe nói qua, thậm chí liền hẹn trước cũng không biết, liền chuẩn bị tiến vào. Cũng đúng, nông thôn địa phương Tửu Lầu, sợ rằng đều là không cần hẹn trước chứ. Chung quanh người đi đường nghe được Ngô Dương nói tiếng nói, cũng là nhìn Diệp Thần xì xào bàn tán. Nghe mọi người lời nói, Ngô Dương càng đắc ý hơn nhìn Diệp Thần, nói. Ta nói cho ngươi đi, cái này Thần Tuyền Lầu à, cũng không phải là có tiền liền có thể vào địa phương, muốn ở Thần Tuyền Lầu uống một ly rượu, đều phải cần trước thời hạn hẹn trước, Thần Tuyền bên trong lầu linh tử, mỗi một ly đều là tuyệt thế rượu ngon. Mỗi ngày hạn chế cung ứng, hắn hẹn trước, cũng xếp hàng mấy năm sau đó, nơi nào là để cho ngươi muốn vào liền vào. Diệp Thần nghe vậy hơi cau mày, hướng về phía tên kia đón khách thiếu nữ hỏi, xin hỏi, nếu như muốn hẹn trước, có thể hẹn trước tới khi nào đâu? Mời công tử chờ chút, tên kia đón khách thiếu nữ lấy ra một cái ngọc giản, tuần tra một phen đáp, nếu như ngài hiện tại muốn hẹn trước, có thể hẹn trước ở 1 năm 3 tháng sau buổi chiều. Diệp Thần chân mày khều một cái, mặc dù không Ngô Dương nói như vậy khoa trương, nhưng là 1 năm 3 tháng sau.
Vậy quá lâu, khi đó, hắn đã sớm không ở nơi này cửu U quốc bên trong, xem ra cái này thần tuyền lầu, quả thật danh tiếng lớn vô cùng. Ngô Dương vinh váo tự đắc nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi khai mở nhãn giới đi. Vừa nói, hắn cầm ra một khối ngọc phù, đưa cho đón khách thiếu nữ. Vậy đón khách thiếu nữ xác nhận sau này, hướng về phía Ngô Dương mỉm cười nói, Ngô công tử, ngài hẹn trước ở tối hôm nay, chữ nhân bàn, cảm thụ mọi người ánh mắt, Ngô Dương vô cùng là đắc ý, hắn vì đạt được tiến vào cái này thần tuyền lầu cơ hội, cũng không thiếu hạ công phu. Diệp Thần không để ý tới sẽ Ngô Dương, đang chuẩn bị rời đi, Ngô Dương lại đột nhiên đối với hắn quát lên, chờ một chút. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía hắn nói, có chuyện. Ngô Dương nhìn chằm chằm Diệp Thần cặp mắt, cười lạnh nói, không bằng, người tỉ thí với ta một chàng như thế nào. Hắn ném một cái ngọc trong tay phù nói, nếu như ngươi thắng, ta có thể đem lần này tiến vào tử lầu cơ hội, nhường cho ngươi, như thế nào. Nguyên bản huyên náo đường phố, tạm thời bây giờ, yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều chờ Diệp Thần quyết định. Bất quá, Diệp Thần nhưng nhàn nhạt nói, không có hứng thú, liền trực tiếp xoay người rời đi. Mà mọi người không nhịn được phát ra một tiếng hơi có vẻ thất vọng tiếng thở dài, Ngô Dương nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, trong mắt khinh thường càng đậm, như vậy cũng không dám ứng chiến. Cái này dấu vết và không lành lặn thần mạch, quả nhiên bất quá là đồ có hư danh mà thôi. Hắn thậm chí đối với trước Diệp Thần hình bóng hô to nói, không thể so với vậy không có sao à, đi vội vã làm gì. Buổi tối, nếu như chúng ta uống không xong, rượu còn dư lại, có thể cho ngươi mang về uống à. Diệp Thần thật ra thì xem cái này Ngô Dương, cũng có chút khó chịu, nhưng là hắn biết, lần này cửu U Hoàng thất thiệt mừng thọ, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, đến lúc đó, nhất định là có cơ hội dạy bảo tên này. Bất quá, hắn hiện tại nhưng không có hứng thú bị người như vậy gây xích mích một câu, thì tùy xuất thủ, dẫu sao, Ngô Dương thực lực, Diệp Thần căn bản không để được xuất thủ hứng thú. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu, hắn sẽ quên Ngô Dương mới vừa nói những lời đó. Diệp Thần trên gương mặt, dần dần hiện lên một cái rét lạnh nụ cười, hắn ngược lại có chút mong đợi, cái này tự cho là đúng Ngô Dương, ở cửu U quốc vương thất tiệc mừng thọ bên trên, bị mình dẫm ở dưới chân lúc đó, sẽ lộ ra như thế nào diễn cảm. Cùng lúc đó, đô thành bên trong một gian vô cùng là rộng rãi xa xỉ hào dinh bên trong, một cô gái đang xương phòng bên trong, ở nha hoàn hầu hạ hạ sơ trang lối ăn mặc. Nha hoàn cẩn thận cắt tỉa cô gái tóc, nhìn trong kính cô gái dung nhan, lại không khỏi lộ ra thần sắc si mê nói, tiểu thư, người thật là đẹp à. Phải không, Sở Doanh nhìn mình trong kính, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói, không biết hắn biết hay không như thế cảm thấy thế nào. Tiểu thư ngươi nói gì? À, Sở Doanh trên gương mặt tươi cười hiện lên lau một cái đỏ ửng, che giấu nói, không việc gì, đúng rồi viện mà, đợi một hồi, giúp ta đi thần tuyền lầu đặt một tấm chữ thiên bàn, sau đó đến duyệt tới lữ điếm, tìm được một cái tên là Diệp Thần nam tử, nói với hắn, tối nay ta muốn mời hắn uống rượu. Viện mà thanh tú gương mặt hiện ra thần sắc giật mình, Sở Doanh thân là cửu U quốc Sở gia tam tiểu thư, lúc nào, mời nam tử uống qua rượu. Bất quá, nàng vẫn là gật đầu nói, biết tiểu thư, ta vậy thì đi làm. Đồng thời, viện mà trong lòng, không khỏi đối với cái đó tên là Diệp Thần nam tử, sinh ra chút tò mò. Cấm địa bên trong, Diệp Lạc Nhi nhìn một cái mình hai tay, bất đắc dĩ thở dài một cái, Thánh Long truyền âm quyết vậy quá phức tạp. Bất quá hiện tại ta đã thăm dò rõ một ít thứ, phỏng đoán muốn không được bao lâu là có thể tu luyện viên mãn. Chờ ta tu luyện viên mãn, cũng có thể nói cho Diệp đại ca một ít rõ ràng đồ. Nhưng mà Diệp đại ca biết, thật sẽ chạy tới sao? Hắn thực lực có thể chống lại Thánh Long gia tộc sao? Sợ rằng Diệp đại ca liền cái này cấm địa cũng không vào được đi. Nên làm cái gì? Diệp Lạc Nhi gò má trắng nõn viết đầy lo âu. Đúng rồi, Kỳ Lâm không biết như thế nào. Nàng hẳn không chuyện đi. Hắt hắt xì. Đứng ở Vạn Kiếm Đế cung trung ương đại điện, Kỳ Lâm sờ một cái lỗ mũi, lẩm bẩm nói, ai đang suy nghĩ ta. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, mắt to trâu nhìn về phía trước mặt băng kiếm thánh vương, cái đó. Ngươi nói ngươi có Diệp Thần tin tức. Trên đại điện mặt băng kiếm thánh vương gật đầu một cái, quả thật,
Diệp Thần hẳn rời đi Thần Hỏa Học Viện. Ngươi hiện tại nếu như tìm hắn, hẳn sẽ dễ dàng hơn. Kỷ Lâm trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, vội vàng bước nhanh đi tới Băng Kiếm Thánh Vương trước mặt, Diệp Thần, ở nơi nào? Ta chuyện điều tra tình đã có đầu mối, đang muốn tìm Diệp Thần. Băng Kiếm Thánh Vương cười một tiếng, khạc ra bốn chữ Cửu U Quốc. Kỷ Lâm có chút nghi ngờ, cái này lại là địa phương nào, vì sao nghe như vậy khiếp người? Băng Kiếm Thánh Vương nói, nơi đây cấm chế trùng trùng, người không cách nào tiến vào Cửu U Quốc bên trong, nhưng đã đến Cửu U Quốc bên ngoài, người có thể nghĩ đủ phương cách liên lạc Diệp Thần. Được, Kỷ Lâm gật đầu nói, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường, ai mang ta đi? Ta hy vọng càng nhanh càng tốt. Băng Kiếm Thánh Vương không có bất kỳ nói nhảm, bắt lại Kỷ Lâm, biến dạng trước mặt hư không. Không gian dạo dực. Hai người hoàn toàn biến mất ở Vạn Kiếm Đế Cung. Giờ phút này Cửu U Quốc Đô Thành. Diệp Thần không có đi dạo bao lâu, liền quay trở về khách sạn bên trong, giao ra vào ở bằng chứng sau đó, trước quầy tiếp tân cô gái liền đối với hắn cười nói, ngươi là Diệp Thần Diệp Tiên Sinh sao? Có một vị cô nương, chờ ngươi thật lâu. Chờ ta? Chẳng lẽ là Sở Doanh? Lễ tân sau lưng, một cô gái đi tới trước, quan sát Diệp Thần một mắt sau đó, liền đối với Diệp Thần cười nói, xin hỏi, là Diệp Tiên Sinh sao? Diệp Thần nghi ngờ nhìn nàng, gật đầu nói, không sai, ngươi là. Tên thiếu nữ này dung mạo thanh tú, nhưng là, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Viện mà cười nói, ta là Sở Doanh tiểu thư nha hoàn viện mà, chúng ta tiểu thư để cho ta tới thông báo ngươi, buổi tối nàng ở Thần Tuyền Lầu mời ngươi uống rượu. Thần Tuyền Lầu. Nghe được cái này ba chữ, Diệp Thần sắc mặt có chút cổ quái, hắn mới vừa đi nơi đó, ăn bế môn canh, không nghĩ tới Sở Doanh nhanh như vậy thì phải mời mình đi nơi đó uống rượu. Cũng tốt, dựa theo Phong Thanh Dương nói tiếng nói, mà đế thức tỉnh phương thức đổ phải thử một chút. Dù là chỉ có trong 1% có thể, hắn cũng phải thử nghiệm. Hắn hướng về phía viện mà gật đầu nói, ta biết, buổi tối ta sẽ đi. Diệp Thần trở lại bên trong phòng nghỉ ngơi không lâu, liền đứng dậy đi Thần Tuyền Lầu đi tới. Lúc này, Ngô Dương, Lưu Bách Chiến, Lý Thân ba người, đã tiến vào Thần Tuyền bên trong lầu, ở chữ nhân bàn ngồi xuống. Lúc này Thần Tuyền bên trong lầu, đại đa số bàn, đều đã ngồi đầy, chỉ có một cái bàn vẫn là trống không, cái bàn kia, cũng là bên trong tử lâu lớn nhất một cái bàn. Lý Thân nhìn lướt qua vậy mở ra lớn nhất bàn. Hướng về phía Ngô Dương hỏi, Ngô Dương, cái bàn kia, tại sao không ai? Ngô Dương cười nói, thân ca, người có chỗ không biết, vậy mở ra lớn nhất bàn, là Thần Tuyền Lầu chữ thiên bàn, cái bàn này, là không chấp nhận đặt trước. Chỉ có đô thành bên trong, chân chính thế lực siêu phàm gia tộc lớn, cùng với hoàng thất những thứ này thân phận phi phàm tồn tại, mới có tư cách ở trên bàn kia uống rượu. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, một người lụa mỏng che mặt. Cử chỉ bên trong tiết lộ ra một cổ quý khí cô gái, chậm rãi đi tới Thần Tuyền bên trong lầu. Bên trong tử lâu khách ánh mắt của mọi người, lập tức liền bị người đàn bà này hấp dẫn, Ngô Dương ba người, cũng không ngoại lệ. Mà người phụ nữ kia, mọi người ở đây không tưởng tượng nổi nhìn soi mói, đi về phía Thần Tuyền bên trong lầu vậy trương thiên chữ bàn. Cô gái tại chữ thiên dưới bàn ngồi xuống, mà ba tên khí chất bất phàm. Hơn nữa dung mạo dáng đẹp Thần Tuyền Lầu phục vụ viên đứng ở bên cạnh bàn, cho cô gái dâng trà, trái cây điểm tâm, hết lòng hầu hạ. Thần Tuyền bên trong lầu các khách nhân, bản thân đều có nhất định thân phận, thực lực nhất định tồn tại, không phải thanh niên tài tuấn, cũng là một ít gia tộc tộc trưởng, môn phái trưởng lão loại, địa vị không tầm thường, có thể cho dù là bọn họ, lúc nào, gặp qua tình hình như vậy. Đây chính là Thần Tuyền Lầu à? Bên trong lầu chữ thiên bàn. Nói là hàng năm trống không cũng không quá đáng. Cô gái này bối cảnh, có kinh người dường nào, biết bao rung động, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Thần Tuyền Lầu phục vụ viên, cũng không phải là ai cũng có thể làm, những cô gái này đều nhận được nghiêm khắc huấn luyện, ngày thường tiếp xúc, tất cả đều là thân phận hiển hách người. Nhưng là, các khách nhân lúc này rõ ràng phát hiện, những thứ này đã trải qua lịch luyện phục vụ viên, ở hầu hạ người đàn bà này lúc đó. Lại có một ít khẩn trương. Hạng người gì, mới có thể làm cho những thứ này ngày thường có thể ung dung và đô thành ở giữa một ít môn phái trưởng môn,
gia tộc tộc trưởng chuyện trò vui vẻ phục vụ viên, xuất hiện khẩn trương tâm trạng đâu. Mọi người thật là cũng không dám tiếp tục nhớ lại. Trong này, nhất là rung động, chỉ sợ là Ngô Dương đám người, vốn là, có thể ở Cửu U Quốc Đô Thành bên trong, đi vào thần tuyền lầu uống rượu, cũng để cho bọn họ cảm thấy cao nhân nhất đẳng. Nhưng mà, hiện tại nhưng thấy một người nhìn qua 20 hơn tuổi cô gái, đang hưởng thụ loại đãi ngộ này. Và người đàn bà này một so, mấy người bọn họ, đừng nói cao nhân một các loại, đơn giản là thấp ngàn cùng vạn đợi. Người đàn bà này, dĩ nhiên chính là Sở Doanh. Một người phục vụ viên hướng về phía Sở Doanh cung kính nói, xin hỏi, có thể là ngài mang rượu lên liền sao? Sở Doanh một cái tay chống cằm, Minh Nguyệt vẫy mắt đẹp nhìn về thần tuyền lầu bên ngoài, lắc đầu nói, không gấp, bạn của ta còn chưa tới. Lưu Bách Chiến không khỏi thở dài nói, Ngô Dương, ngươi nói, cô gái này là người nào? Nhìn qua, tuổi tác và chúng ta cũng kém không nhiều, nhưng là phong môn cảnh tu vi. Hơn nữa, còn có thể ở thần tuyền bên trong lầu ngồi tại chữ thiên bàn, cũng hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Hắn nhìn về phía Sở Doanh ánh mắt, không khỏi có hâm mộ, còn có một tia hết sức ẩn núp dục vọng. Cho dù không thấy rõ hình dáng, hắn cũng có thể kết luận. Cô gái này tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng người đẹp, hơn nữa nàng vóc người, cũng là cực phẩm ở giữa cực phẩm. Ngô Dương có chút sợ hãi cúi đầu nói, đừng xem, ta không nhận biết người đàn bà này, nhưng là, ta có thể khẳng định, nàng thế lực sau lưng, tuyệt không phải học viện chúng ta có thể so sánh, uống nhanh quán ba. Lưu Bách Chiến nhanh chóng thu hồi ánh mắt quang, hắn cũng không muốn không giải thích được và Cửu U Quốc thế lực lớn kết lên thù oán. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đi vào thần tuyền bên trong lầu. Một người đón khách thiếu nữ đi lên phía trước, hướng về phía Diệp Thần hỏi, công tử, là tới hẹn trước sao? Đây là, Lưu Bách Chiến ánh mắt chớp mắt, kéo kéo Ngô Dương nói, Ngô Dương, ngươi xem thằng nhóc kia, hắn tại sao lại tới? Ngô Dương sững sốt một chút, ngay sau đó mắt nhỏ bên trong hiện lên tức cười vẻ, cái này Diệp Thần, lại thật tới đây thần tuyền bên trong lầu, muốn kêu bọn họ uống còn dư lại linh tử. Ngô Dương trực tiếp đứng dậy, liếc Diệp Thần hướng về phía tên kia mới vừa cùng Diệp Thần câu hỏi thiếu nữ nói, ha ha, vị này Diệp tiên sinh, là bạn của chúng ta. Vậy đón khách thiếu nữ cười nói, đã như vậy, vậy mời. Nhưng mà không cùng thiếu nữ nói xong, Ngô Dương liền đột nhiên lớn tiếng nói, vị bằng hữu này, là tới xem chúng ta uống rượu, chờ chúng ta uống xong, còn dư lại, phiền toái ngươi giúp hắn trang, hắn, phải dẫn đi. Lời vừa nói ra, vốn có chút huyên náo thần tuyền lầu, lập tức yên tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều buồn cười, nghiền ngẫm, khinh bỉ, thậm chí chán ghét nhìn Diệp Thần, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có người tới thần tuyền lầu, phải dẫn đi người khác uống còn dư lại rượu. Đơn giản là chưa bao giờ nghe à. Có người, đều phải mở miệng đùa cợt Diệp Thần, nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt giọng nữ, ở thần tuyền bên trong lầu vang lên. Sở Doanh cười nhạt nói, Diệp Thần, người rốt cuộc đã tới, có hay không muốn ta à? Vừa nói, lại là trực tiếp đi về phía Diệp Thần, dắt Diệp Thần tay, đi chữ thiên bàn đi tới. Những cái kia vốn là còn muốn giễu cợt Diệp Thần người, mặt mũi cứng ngắc, há miệng cũng không phải, đóng cũng không phải, rất miễn cưỡng lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở về trong bụng đi. Thần tuyền bên trong lầu không gian, tựa như ngay tức thì bị đông cứng. Tất cả mọi người đều dùng kinh dị, thậm chí là chấn động tủng ánh mắt, nhìn Sở Doanh và Diệp Thần, nhìn Sở Doanh đối đãi Diệp Thần nhiệt tình thái độ, nhìn bọn họ thân mật cử động. Cái này Diệp Thần, lại và tên kia bối cảnh bất phàm cô gái thần bí, quan hệ không giống bình thường. Lúc này, bên trong tửu lâu các khách nhân, không nhìn lại Diệp Thần, mà là trong nháy mắt, cầm vậy tràn đầy khinh bỉ cùng chán ghét ánh mắt, chuyển hướng Ngô Dương các người. Diệp Thần nếu và tên kia cô gái thần bí, có như vậy quan hệ thân mật, đó là 100.000 cái, triệu cái không thể nào, sẽ đến uống Ngô Dương uống còn dư lại rượu. Người ta ngồi, nhưng mà thần tuyền bên trong lầu nhất cao đẳng chữ thiên bàn à. Chừng 108 loại linh tử. Cái này Ngô Dương, không khác nào là một cái lòe thiên hạ tên hề nhảy nhót thôi. Mà Ngô Dương, thật là xem bị hóa đá vậy, há hốc mồm, chừng hai mắt. Đứng tại chỗ một hơi một tí, ngay cả hô hấp đều giống như ngưng. Tốt một hồi sau đó, máu tươi mới lần nữa ở trong cơ thể hắn lưu động, hơn nữa,
trong nháy mắt chọc thủng hắn mặt, mặt hắn, giống như là lửa đốt vậy, hiện tại, Ngô Dương đơn giản là xấu hổ đến muốn tự sát à. Hắn mới vừa rồi, để cho phục vụ viên giúp Diệp Thần cầm bọn họ uống còn dư lại rượu mang đi, nói được lớn tiếng như vậy, toàn tửu lầu người đều nghe, vốn cho là, đây là một cái đả kích Diệp Thần, giễu cợt Diệp Thần tuyệt cao cơ hội, nhưng hiện tại, nhưng thành tự đào mộ, ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn hành vi. Thậm chí, hoàn có thể, để cho bọn họ vừa mới tới cái này cũng thành, liền bị một người đến từ siêu cấp thế lực cô gái ghi hận lên. Vậy hắn Ngô Dương, chỉ sợ cũng muốn thành là toàn bộ học viện thần phong tội nhân à. Diệp Thần mặc dù một câu nói đều không nói, nhưng cầm Ngô Dương mặt, cầm Ngô Dương tự ái, cũng dẫm ở dưới chân. Có thể tưởng tượng được, hắn có nhiều tức giận, nhưng là, tức giận hữu dụng không? Lưu Bách Chiến và Lý Thân nhưng mà cau mày cúi đầu xuống, Ngô Dương và bọn họ là chung nhau, Ngô Dương bị làm nhục, liên quan bọn họ, cũng phải cùng nhau gánh vác. Vốn là thật tốt tới thần tuyền lầu uống rượu, liền bởi vì thần hỏa học viện người thanh niên kia đến, toàn bộ, cũng bị hủy. Lưu Bách Chiến khẽ nhíu mày nói, thằng nhóc này, tu vi thấp như vậy hạ, làm sao sẽ làm quen loại thân phận đó người đẹp. Hơn nữa, tên kia người đẹp, hiển nhiên hoàn đối với người này xem trọng có thừa dáng vẻ. Ngô Dương mắt tam giác bên trong lóe lên sắc bén nói, thằng nhóc này, rõ ràng ta trước hoàn thấy được hắn, liền thần tuyền lầu cũng chưa có nghe nói qua, làm sao thời gian đảo mắt, liền kết giao liền như vậy người đẹp. 80% là thằng nhóc này dùng vậy cái gì truyền được tà tà hồ hồ dấu vết và thần mạch, lừa gạt lấy tên kia mỹ nữ tín nhiệm. Lưu Bách Chiến ánh mắt sáng lên, phụ họa nói, rất có thể. Nếu không, một người phong môn cảnh, thân phận hiển hách mỹ nữ tuyệt thế, làm sao có thể để ý cái phế vật này đâu. Lý Thân lặng lẽ uống rượu, hắn đối với những thứ này, không quá chú ý, hắn quan tâm chỉ có mình thực lực, mà Ngô Dương và Lưu Bách Chiến phản ứng, để cho hắn có chút không ưa. Hắn không quá vui vẻ cái này loại vừa có chuyện liền kiếm cớ người. Diệp Thần, cho hắn cảm giác, là ý định giết người. Không sai được, tuyệt đối không kém. Sở Doanh rửng rưng nhìn Ngô Dương những người đó một mắt, hỏi. Người nọ, mới vừa rồi tựa hồ đối với ngươi vô lễ, cần ta thay ngươi giáo huấn một chút hắn sao? Lấy Sở Doanh thân phận, nàng căn bản không cần tự mình ra tay, chỉ cần một câu nói, liền có thể cầm Ngô Dương các người đánh ra thần tuyền lầu. Diệp Thần nhún vai một cái nói, chó sủa mà thôi, không cần để ý. Hắn không có tận lực đè thấp âm lượng, tiếng nói chuyện, truyền đến Ngô Dương trong tai. Ngô Dương đôi mắt chừng một cái, trong mắt hiện đầy tia máu, hắn là học viện thần phong năm hai ưu tú nhất thiên tài, trong ngày thường những cái kia cửa đại phái kiêu tử cửa, cái nào không phải là đối hắn cung kính có thừa. Hắn từ xuất thân tới nay, cơ hồ, không có bị qua người khác giễu cợt. Mà hiện tại, Diệp Thần một cái như vậy, chính là tạo hóa cảnh giới võ giả, lại nói. Hắn mới vừa rồi, là ở chó sủa. Hắn lúc nào, bị người như thế làm nhục qua. Ngô Dương cắn răng, phát giống như điên, chỉ muốn trực tiếp ra tay nghiền ép Diệp Thần, nhưng mà, nắm đấm của hắn siết chặt rất lâu, rốt cuộc, vẫn là buông lỏng. Hắn không dám, đừng nói cái đó lai lịch bất phàm cô gái thần bí, hiện tại hiển nhiên bảo trước Diệp Thần, chính là không có cô gái này ở đây, hắn cũng không dám ở thần tuyền bên trong lầu tùy tiện ra tay. Ngô Dương điều chỉnh mình cử chỉ, để cho mình tận lực duy trì ưu nhã khí độ, ngồi đối diện ở Diệp Thần bên người Sở Doanh, lễ phép nói. Vị tiên tử này, ta là học viện thần phong Ngô Dương, có chuyện, ta muốn nói cho ngươi, bên cạnh ngươi cái tên này kêu Diệp Thần người, là một cái vô sỉ tên lường gạt, ngươi có thể bị hắn có cái gọi là dấu vết và thần mạch làm cho mê hoặc. Ngày hôm nay, ta ở thần tuyền trước lầu, ngay trước rất nhiều người mặt, hướng hắn khiêu chiến. Mà hắn thì sao? Ảo não từ ta trước mặt chạy trốn, cho nên. Nhưng mà, Sở Doanh chỉ bất quá lãnh đạm nhìn lướt qua Ngô Dương, phun ra một chữ cút. Một chữ này, để cho tửu lầu ngay tức thì yên tĩnh. Ngô Dương nghe vậy, trực tiếp sững sờ tại chỗ, khí huyết dâng trào, sắc mặt một hồi xanh lơ một hồi trắng, bị người như thế ngay trước mọi người dày, hắn Ngô Dương, lúc nào hưởng qua loại tư vị này. Có lẽ Ngô Dương ở học viện thần phong, đều là vô cùng là xuất sắc thiên tài, bị vạn chúng truy đuổi nâng, ở linh võ đại lục bên trên, cho dù là giống vậy phong môn cảnh cường giả,
vậy sẽ bởi vì Ngô Dương tiềm lực, mà bán cho Ngô Dương một ít mặt mũi, sẽ không công khai giày Ngô Dương. Nhưng mà vậy thì như thế nào? Sở Doanh xuất thân cửu U quốc đô thành Sở gia, thấy qua vô số so Ngô Dương ưu tú trăm lần thiên tài, cho dù ở những thiên tài kia trước mặt, Sở Doanh cũng là mình thích thì mình làm thôi. Nàng không có gì vì phát triển thế lực ý tưởng, tự nhiên không sẽ vì những người này che giấu mình nội tâm ý tưởng. Ngô Dương lại là thứ gì? Ngô Dương trong chốc lát có chút bối rối, hắn nhìn trộm nhìn một cái Lưu Bách Chiến và Lý Thân, tên này lai lịch cực lớn cô gái, không chỉ có ngay trước mọi người giày hắn, vẫn là ở Lưu Bách Chiến và Lý Thân trước mặt à. Nếu như Lưu Bách Chiến và Lý Thân truyền giao ra ngoài, há chẳng phải là hắn Ngô Dương một thân điểm nhơ? Hắn ở trong trường học tuyệt thế thiên tài hình tượng, không phải đều phải sụp đổ. Nghĩ tới đây, cho dù biết rõ cái này thân phận của cô gái, Ngô Dương vẫn là không nhịn được gấp giọng giải thích, vị tiên tử này, ngươi hiểu lầm ta là ngươi muốn, không hy vọng ngươi bị tiểu nhân đùa bỡn, chỉ là một phiền ý tốt, ngươi cần gì phải như vậy không nể mặt. Im miệng. Sở Doanh nghiêm túc quát một tiếng, phong môn cảnh uy thế không tự chủ được bùng nổ, Ngô Dương không nhịn được đổ lùi lại mấy bước, trên mặt dâng lên không bình thường đỏ mặt, khí huyết quay cuồng, trong ánh mắt vô cùng là kinh hoàng nhìn Sở Doanh. Thật là mạnh, hắn không phải là không có cảm thụ qua phong môn cảnh uy áp, nhưng là, Sở Doanh uy áp, nhưng phải xa xa mạnh hơn hắn đã từng cảm thụ qua. Thậm chí, để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh sợ. Không chỉ là từ đối với Sở Doanh thân phận kiêng kỵ, hiện tại, liền Sở Doanh bản thân thực lực, cũng để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Chỉ là Sở Doanh uy áp, sẽ để cho hắn cảm thấy khó thở. Tự nhiên, nguyên bản lời muốn nói, vậy một câu đều không nói ra được. Mà Diệp Thần, bưng lên một ly trà xanh, liếc hắn, ánh mắt bên trong, bình thản hết sức, giống như là ở xem một cái tức cười thằng hề. Ánh mắt này, thậm chí so Sở Doanh dày, hơn nữa đau nhói Ngô Dương tự ái. Mà cho dù Sở Doanh thả ra vậy uy áp kinh khủng, Diệp Thần vẫn thần sắc nhàn nhạt, đối với nàng thái độ, không có thay đổi chút nào, hắn rót một ly trà, đưa cho Sở Doanh, đối với Sở Doanh cười nói. Đừng để ý tới sẽ những người này, hư tâm tình, uống trà đi, ta chỉ biết là, cái này thần tuyền lầu ở giữa rượu, là cực phẩm, không nghĩ tới, liền trà, cũng như vậy thơm. Sở Doanh nhận lấy ly trà nếm một cái, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, hơn nữa lóe sáng. Ngô Dương cúi đầu, đi mình chỗ ngồi đi tới, nhưng là, hắn nhưng ở trong lòng bên trong, âm thầm thề, nhất định phải thừa dịp lần này cửu U quốc trúc thọ, đem Diệp Thần nghiền giết, mới có thể phát tiết hận ý trong lòng. Hắn biết, lần này trúc thọ thời gian, tất nhiên sẽ cử hành diễn võ, linh võ đại lục thiên tài bây giờ, tỉ thí với nhau, thậm chí, liền cửu U quốc thiên tài vậy sẽ xuất thủ. Khi đó, chính là hắn rửa nhục trước cơ hội. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa, đột nhiên đi vào hai người nam tử. Cái này hai người nam tử, trong đó một người, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, bước chân phù phiếm, tướng mạo coi như anh tuấn, nhưng có chút tà dị, người mặc một kiện sang trọng hoa lệ hồng bào, hắn bên người, thì đi theo một người lối ăn mặc không giống cửu U quốc người, ăn mặc một kiện thêu long văn đạo bào, đôi mắt khép hở thanh niên người. Hai người vừa ra, hấp dẫn vô số người tầm mắt. Ngô Dương quay đầu nhìn một cái tên kia hồng bào nam tử, nhưng là mặt lộ vô cùng là thần sắc mừng rỡ, kích động nói, Vương Thiếu. Tên kia hồng bào nam tử, chính là cửu U quốc đô thành bên trong, không thua tại Sở gia Vương gia nhị thiếu, tên là Vương Lâm. Vương Lâm mặc dù ở trong tu hành thiên phú chỉ là bình thường thôi, có thể hắn ở đồng thời xuất hiện cùng kinh doanh bên trên, nhưng rất có thủ đoạn. Mấy năm qua này, vì đem sự nghiệp của gia tộc, phát triển ra cửu U quốc gia, ở linh võ đại lục bên trên thành lập căn cơ, hắn lại là kết giao vậy không thiếu linh võ đại lục thanh niên tài tuấn, mà Ngô Dương, cũng ở đây một lần tình cờ cơ hội lên, gặp qua Vương Lâm. Cái này thần tuyền lầu hẹn trước, cũng là hắn nghĩ biện pháp, dựa vào quan hệ, mới kéo bằng hữu giúp hắn từ Vương Lâm nơi đó lấy được. Vương Lâm quan sát Ngô Dương mấy thứ, qua một lúc lâu sau đó, mới mở miệng nói, Ngô Huynh. Mà Ngô Dương nghe được Vương Lâm hoàn nhớ được từ mình, thật là muốn kích động nhảy cờn lên, đây chính là Vương Lâm à. Theo hắn biết, cái này cửu U quốc đô thành bên trong, trừ hoàng tộc ra, không có nhiều ít so Vương Lâm thân phận càng người cao quý.
hắn mắt nhỏ bên trong, lập tức thoáng qua một tia âm ngoan vẻ, vốn là, hắn còn muốn đến khi Trúc Thọ diễn võ lúc đó, sẽ đi trả thù, không nghĩ tới, nhanh như vậy, cơ hội đã tới rồi, liền ông trời, cũng đứng ở hắn Ngô Dương bên này à. Cho dù cái đó cô gái che mặt, thân phận cao hơn nữ quý, cũng không khả năng cao quý được qua vương gia nhị công tử Vương Lâm. Lúc này, trong tử lầu phần lớn người, vậy thấy rõ người tiến vào, chính là Vương Lâm, lại là không phân biệt trai gái già trẻ, toàn bộ đứng dậy, hướng về phía Vương Lâm cung kính nói, Vương Thiếu. Mặc dù vương gia và sở gia đều là đô thành đồ vật khổng lồ, nhưng là, so sánh người sở gia khiêm tốn, người vương gia, có thể nói là cao giọng cực kỳ. Có lẽ rất nhiều đô thành người cũng không nhận ra sở doanh, nhưng là, không có ai không nhận biết Vương Lâm. Vương Lâm vậy khá là hưởng thụ như vậy đãi ngộ, hắn ôn hòa cười cười nói, các vị tốt, uống rượu đi, không cần để ý ta, vừa nói, hắn nhìn về phía trước người Ngô Dương. Làm sao, Ngô Huynh cũng tới Thần Tuyền lầu uống rượu, Vương Lâm mang mỉm cười nhìn Ngô Dương nói, muốn không muốn, cùng uống một ly. Ngô Dương cặp mắt sáng lên, nguyên bản bởi vì Diệp Thần và sở doanh lộ vẻ được xanh mét mặt mũi, vậy nổi lên một hồi đỏ ửng. Vương Lâm lại mời hắn, uống rượu với nhau. Cho đủ Ngô Dương mặt mũi à? Đây thật là để cho Ngô Dương thụ sủng nhược kinh. Ngô Dương vội vàng nói, không được không được, không dám quấy rầy Vương Thiếu uống rượu. Vương Lâm gật đầu một cái, không có cưỡng cầu, hắn cũng chỉ là khách sáo một chút, cũng thật không có muốn cùng Ngô Dương uống rượu. Thành thật mà nói, ở hắn trong lòng, Ngô Dương còn chưa đủ tư cách để cho hắn đối đãi như vậy. Bất quá hắn là một cái người làm ăn, hắn biết, và người khác khách sáo một chút, có cái gì thực tế tổn thất đâu. Ngô Dương con người chuyển động, đang suy nghĩ làm sao để cho Vương Lâm chú ý tới Diệp Thần, mượn Vương Lâm dạy bảo tên này dừng lại, không nghĩ tới Vương Lâm lại là trực tiếp nhìn về phía chữ thiên bản phương thức, hơi sững sờ. Tiếp theo, vô cùng là kinh ngạc vui mừng hô, Doanh Nhi, ngươi trở về. Sở Doanh nghe vậy, mặc dù không có trả lời. Nhưng là nhướng mày một cái khăn che mặt sau mặt đẹp, mơ hồ hiện ra vẻ chán ghét vẻ. Mà lúc này, Vương Lâm đã mang tên kia bạch bào thanh niên, hướng chữ thiên bản đi tới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ngồi ở sở doanh bên cạnh Diệp Thần, trong con ngươi, bỗng nhiên hiện ra một tia thâm độc. Vương Lâm lạnh lùng nhìn Diệp Thần, dùng giọng chất vấn khí nói, ngươi là ai? Làm sao ngồi ở Doanh Nhi bên người? Ở hắn xem ra. Diệp Thần bất quá là một cái vận may võ giả, hơn nữa, nhìn như còn không phải là cửu u quốc người, không thân phận gì dáng vẻ, lại dám ở sở doanh bên người ngồi. Phải biết, sở doanh nhưng mà hắn Vương Lâm thích người phụ nữ à. Soạt một tiếng, mọi người ánh mắt, toàn đều tập trung vào Diệp Thần trên mình, chờ hắn cho Vương Lâm một câu trả lời. Nhưng là, Thần Tuyền lầu nhưng lâm vào một hồi quỷ dị yên lặng bên trong. Diệp Thần. Nhưng chỉ là nhàn nhạt thưởng thức rượu trong tay, nhỏ khâu một miệng, khi thì chân mày đông lại một cái, khi thì chán giãn ra. Lại căn bản không có trả lời Vương Lâm ý nghĩa, trực tiếp đem Vương Lâm không thấy. Bởi vì, Diệp Thần uống rượu nháy mắt, lại cảm giác nghi tâm ác ma mắt dị động. Ngủ say ma đế, sắp tỉnh lại. Cái này so với tưởng tượng mau hơn. Hắn nào có thời gian để ý cái này Vương Lâm. Mọi người yên lặng sau đó. Chính là khiếp sợ, không dám tin tưởng. Cái này cửu u quốc đô thành bên trong, lại có người, dám đối với Vương Lâm bất kính như vậy. Chính là hoàng tộc, cũng chưa chắc sẽ làm như vậy đi. Nhưng là, trước mắt cái này nhìn như bất quá là vận may tu vi, vẫn là người ngoại lai tiểu tử, chính là làm như vậy. Vương Lâm khuôn mặt, lập tức rét lạnh xuống, sát ý lộ ra. Mà Ngô Dương trong mắt tinh quang chớp mắt. Trực tiếp hướng về phía Diệp Thần chợt quát lên, Vương Thiếu hỏi ngươi nói đâu? Không nghe thấy sao, ta cảnh cáo ngươi, Diệp Thần, cái này có thể không chỉ là một mình ngươi chuyện, ngươi hành vi, thậm chí sẽ liên lụy đến toàn bộ thần hỏa học viện. Ngô Dương lại thừa dịp Vương Lâm đối với Diệp Thần bất mãn lúc đó, mượn cơ hội làm khó dễ. Hắn phải bắt được cái này cơ hội, cầm Diệp Thần chèn ép được gắt gao. Diệp Thần để ly rượu xuống. Lạnh lùng nhìn về phía Ngô Dương, nhưng là, còn không cùng hắn mở miệng, sở doanh liền mặt không thay đổi nói, Vương Lâm, ta cùng ai ngồi chung một chỗ, cần ngươi để ý tới sao? Lạnh, băng điểm dưới người,
Thần Tuyền bên trong lầu mọi người, cảm giác mình máu đều phải bị đống kết. Vương Lâm nghe vậy, cũng là hơi biến sắc mặt, nhưng là, ra tất cả mọi người dự liệu phải, hắn, cũng không có nổi giận. Mà là đối Sở Doanh, lộ ra một tia lấy lòng vậy nụ cười nói, Doanh Nhi, ta không phải cái ý này. Các khách nhân con ngươi, thật là đều phải trừng ra ngoài. Mà Ngô Dương, lại là hoàn toàn si ngu, hắn lòng, rơi xuống vực sâu cuối. Vương Lâm đối với Sở Doanh thái độ, đủ để thuyết minh Sở Doanh thân phận. Nghĩ đến mình chọc phải như thế kinh khủng tồn tại, hắn cảm giác, hồn phách của mình đều phải ở trong kinh hoàng bạo tán. Hắn chân thực muốn không rõ ràng, Diệp Thần, là làm sao ôm lên cái này loại bắp đùi. Sở Doanh lại hướng về phía Vương Lâm lạnh lùng nói, ngươi, đối với bạn của ta nói xin lỗi. Cái gì? Vương Lâm sững sốt một chút, hắn thích Sở Doanh, cũng rất rõ ràng Sở Doanh ở Sở gia địa vị, không phải hắn ở Vương gia có thể so sánh. Mặc dù hắn và Sở Doanh, đều là gia tộc dòng chính, mà hắn Vương Lâm, bởi vì buôn bán thiên phú, vậy khá được Vương gia lão tổ yêu thích. Nhưng là, nơi này là Linh Võ Đại Lục. Linh Võ Đại Lục, nhất định là một cái, lấy thực lực, dùng võ đạo vi tôn thế giới, mà Vương Lâm tu hành thiên phú, cực kỳ vậy. Mà Sở Doanh đâu? Sở Doanh, là Sở gia cái này một đời tư chất tu hành ưu tú nhất thiên tài. Nhưng là... Hắn kém hơn Sở Doanh, không đại biểu, kém hơn Diệp Thần à. Để cho hắn cho Diệp Thần nói xin lỗi, cái này Diệp Thần, hắn xứng sao? Vương Lâm sắc mặt liếc một phần, miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười nói, Doanh Nhi, chớ có nói đùa. Hắn mặc dù, không phải Vương gia cái này một đời nhất được cưng chiều con cháu, nhưng là, hắn giàu gì cũng là Vương gia dòng chính, đại biểu đô thành Vương gia tôn nghiêm. Làm sao có thể tùy tiện cho một cái cửu quốc gia võ giả nói xin lỗi? Cái này cũng không chỉ là ném hắn một người mặt, thậm chí, liền toàn bộ Vương gia mặt mũi, cũng sẽ bị tổn thương. Ngươi xem ta xem đùa giỡn hay sao? Sở Doanh nghiêm túc nhìn Vương Lâm, Diệp Thần và Ma Đế liên quan, nàng mặc dù không có hoàn toàn xác định. Nhưng là Diệp Thần thân phận tuyệt không đơn giản. Nếu như Ma Đế đích thân tới... Liền không phải nói xin lỗi giải quyết, mà là cả cửu u quốc vương ra tiêu diệt. Còn nữa, ai để cho ngươi kêu ta Doanh Nhi? Vương Lâm mồ hôi lạnh trên trán đã nhỏ xuống, hắn nhìn Sở Doanh vậy đôi huyền băng vậy mắt đẹp, hắn suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng, lấy Sở Doanh thân phận, tại sao biết cái này sao bênh vực cái này gọi là Diệp Thần, không có bối cảnh, không có thực lực tiểu tử. Vương Lâm ngưng mắt nhìn Sở Doanh. Gặp nàng lại là thật dự định một chút mặt mũi không cho, buộc mình cho Diệp Thần nói xin lỗi, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt vậy âm trầm xuống nói. Sở cô nương, ta nếu như mạo phạm ngươi, ta biểu thị áy náy, nhưng là, ta là không thể nào cho hắn nói xin lỗi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn, bất quá là một người không có thân phận, đê tiện đến không thể lại đê tiện người ngoại lai mà thôi, để cho ta cho loại người này nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Hắn, không có tư cách tiếp nhận. Coi như hắn biết địa vị mình, không bằng Sở Doanh, muốn cho hắn cho Sở Doanh nói xin lỗi, có thể, nhưng là, cho Diệp Thần cái này loại mặt hàng massage nói xin lỗi. Cái mặt này, hắn không ném nổi, Vương gia càng không ném nổi. Ngươi nói gì sao? Sở Doanh tròng mắt bên trong, đã thoáng hiện lửa giận, Diệp Thần đê tiện. Diệp Thần không có tư cách. Diệp Thần đứng sau lưng Ma Đế. Ma Đế cũng không có tư cách. Bất quá tầng này đồ, nàng không thể nói ra được. Nếu không, cửu u quốc tất nhiên chấn động và đại loạn. Thậm chí quân ma trần vậy sẽ đối với Diệp Thần ra tay. Ta nói hắn không xứng. Vương Lâm nhìn lướt qua Diệp Thần nói, thần hỏa học viện thiên tài chính là tạo hóa cảnh. Loại người này, có cái gì tư cách để cho ta nói xin lỗi? Vừa nói, hắn nhìn rơi vào trầm tư Diệp Thần. Trong ánh mắt hiện ra một cổ ác liệt ý định giết người, hướng về phía Diệp Thần hung tợn nói. Rất tốt, người hoàn đang uống rượu. Vị này tên gì? Diệp Thần, Diệp tiên sinh, thật là đủ có nhàn hạ thoải mái, ngươi là thật không hiểu sát ngôn quan sát vẫn là ở giả bỗ ngu. Ta khuyên ngươi một câu, thức thời, mình lăn ra khỏi Thần Tuyền lầu, ta có thể không truy cứu chuyện hôm nay. Tiểu tử, ngươi không cần có chút mình ý tưởng không nên có. Ta và Sở cô nương thân phận, đều là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, ngươi,
ngay cả tiếp xúc Sở cô nương quyền lợi cũng không có, biết không? Ngươi lấy là, Sở cô nương đối với ngươi có hảo cảm, liền vạn sự đại cát. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi căn bản không biết, sẽ có hậu quả gì không? Im miệng, Sở Doanh phẫn nộ quát, cái này Vương Lâm thật là đủ rồi. Hắn rốt cuộc, có cái gì tư cách đối với Diệp Thần nói những lời này? Đột nhiên, một cái tay, đè ở Sở Doanh trên bả vai. Sở Doanh sững sốt một chút, quay đầu nhìn lại, là Diệp Thần tay. Diệp Thần hướng về phía Sở Doanh cười nói, chuyện ta tới xử lý đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Vương Lâm nói, ngươi mới vừa nói, ta, không thể tiếp xúc. Ngươi xem, ta bây giờ không phải là tiếp xúc sao? Còn như sau lưng ngươi Vương gia. Diệp Thần đi tới bên cửa sổ, nhìn Cửu U Quốc hết thảy, hai tay chắp sau lưng. Cửu U, không có chiến loạn dáng vẻ, lại như vậy sầm uất. Đột nhiên, hắn vậy giống như trên 9 tầng trời thanh âm vang lên, Vương gia lại là thứ gì? Quỳ xuống cho ta. Uy áp bỗng nhiên phóng thích. Một tiếng. Ở mọi người dưới khiếp sợ, Vương Lâm lại trực tiếp quỳ xuống. Lời vừa nói ra, liền liền Sở Doanh, đều ngây dại. Nàng vốn là, có thể giúp Diệp Thần ngăn trở Vương Lâm, dẫu sao, nàng thân phận, là Sở gia đích nữ. Sở gia và Vương gia, đều là Cửu U Quốc đô thành gia tộc lớn, như vậy gia tộc lớn, lẫn nhau bây giờ có va chạm, nói cho cùng, là Cửu U Quốc bên trong chuyện, là đô thành nhà giàu có giữa chuyện. Vương gia có thể tiếp thụ. Nhưng là, Diệp Thần, trực tiếp nhục mạ Vương gia. Càng làm cho Vương Lâm quỳ xuống. Cứ như vậy, thì thật dính líu tới Vương gia mặt mũi vấn đề, Vương gia, là sẽ không bỏ qua Diệp Thần à. Nàng biết, Diệp Thần và Ma Đế có liên quan, tiềm lực vô hạn, nhưng là, Ma Đế còn chưa chân chính xuất hiện, bây giờ Diệp Thần, tuyệt đối không thể nào là Vương gia lão tổ đối thủ. Sở Doanh kéo Diệp Thần. Có chút bối rối nói, Diệp Thần, đừng như vậy. Diệp Thần như nếu thật xúc phạm đến Vương gia, cho dù là nàng và Cát Thanh cùng đi ra mặt, sợ rằng, cũng chưa chắc có thể đem Diệp Thần bảo xuống, Sở Doanh, là thật gấp gáp. Dẫu sao, Vương gia, Sở gia, đều có mấy trăm ngàn năm nội tình đồ vật khổng lồ, căn bản không phải giống vậy thế lực, thậm chí đều không phải là Cửu U Quốc gia ma tộc có thể so sánh à. Mạo phạm Vương gia. So Diệp Thần mạo phạm Linh Võ Đại Lục thế lực cao cấp, có thể còn nghiêm trọng hơn. Diệp Thần nhưng nhẹ nhàng đưa tay từ Sở Doanh bả vai lấy ra, đối với nàng cười nói, yên tâm, ta tự có đúng mực. Được được được, Vương Lâm nhìn chằm chằm Diệp Thần cặp mắt, giận dữ ngược lại cười, lạnh giọng nói, giết hắn. Ở Vương Lâm bên người tên kia bạch bào thanh niên nghe vậy, cực kỳ không mang theo cảm tình nói, ừ. Vừa nói, thì phải hướng Diệp Thần ra tay. Ngươi dám, Sở Doanh quát lên một tiếng lớn, phong môn cảnh uy thế đột nhiên bùng nổ, cho dù là vậy nửa bước phong môn bạch bào thanh niên, ở uy thế này bên trong, cũng không khỏi cau mày, có Sở Doanh ở đây, hắn, không cách nào ra tay. Vương Lâm sắc mặt trầm xuống, Diệp Thần vũ nhục Vương gia, ngày hôm nay, hắn phải chết ở chỗ này, coi như là Sở Doanh, vậy ngăn cản không được hắn. Hắn hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, thằng nhóc, làm sao? Chỉ dám núp ở người phụ nữ sau lưng, mới vừa rồi ngươi kiêu ngạo, đi nơi nào. Diệp Thần nhàn nhạt nói, Sở Doanh, không có sao, ta nói, chuyện ta tự mình giải quyết. Hắn giọng mặc dù bình thản, ánh mắt, nhưng rất nghiêm túc. Sở Doanh nhìn Diệp Thần ánh mắt, theo bản năng thu liễm mình uy áp. Mà Ngô Dương, Vương Lâm hai người, chính là trong mắt lóe lên vui mừng. Không thể không nói, cái này Diệp Thần. Quả thật cuồng, nhưng là, vậy rất rốt nát. Hắn lấy cái gì giải quyết, cầm mình mệnh sao? Vương Lâm hai người, thật là đều phải cười ra tiếng. Bất quá Diệp Thần vượt ngu xuẩn, bọn họ, dĩ nhiên là càng vui vẻ. Lúc này, Ngô Dương đột nhiên đối với Vương Lâm nói, Vương Thiếu, giết gà yên dùng làm thịt châu đao. Đối phó loại phế vật này, liền do ta làm dùm như thế nào? Vương Lâm nhìn hắn một mắt. Gật gật đầu nói, có thể, làm phiền Ngô huynh. Ngô Dương mặt hiện vui mừng, có Vương Lâm chỗ dựa, ở thần tuyền bên trong lầu động thủ, hắn vậy không cố kỵ gì. Ngô Dương quanh thân, chợt bốc lên một hồi thương thanh sắc gió xoáy, gió lớn gào thét, không gian biến dạng,
tuyệt mệnh kinh khí ở gió bão bên trong vận chuyển. Mơ hồ bây giờ, Ngô Dương sau lưng, lại là nổi lên một con thần tuấn vô cùng màu xanh lớn ưng hư ảnh, lôi cuốn cái này tựa như có thể mang đến ngày tận thế giống vậy gió bão, hướng Diệp Thần cuồng dũng tới. Bên trong tử lâu các khách nhân, cũng không nhịn được phát ra tiếng thán phục. Ngô Dương thân là học viện thần phong đỉnh cấp thiên tài, quả nhiên rất phi phàm. Ngô Dương thi triển, là học viện thần phong bên trong, vô cùng là nổi danh thương ưng phi linh trường, và Diệp Thần bách bộ trục điện một cái cấp bậc. Chính là thực lực hơi thiếu chút nữa nửa bước phong môn cường giả, sợ rằng cũng không dám lực địch Ngô Dương một trường này. Mà Ngô Dương, hoàn toàn không có nương tay ý nghĩa, dùng toàn lực. Một chiêu đánh ra, Ngô Dương nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đã khinh miệt vô cùng, ở hắn tưởng tượng bên trong, Diệp Thần sẽ kinh hoàng, sẽ run rẩy, thậm chí là dùng nhất hèn mọn tư thái cầu xin tha thứ. Đây chính là ngươi thực lực sao? Không có Ngô Dương dự đoán hết thảy, Diệp Thần, chỉ là dửng dưng nói nhỏ một câu. Sau đó, thú hủ kiếm động. Trong nháy mắt, chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt. Ở giữa thiên địa, hiện lên một đạo kiếm quang. Một loại ẩn chứa kỳ dị thần vận kiếm quang. Một loại xuyên qua vũ trụ, thậm chí xuyên qua thời gian kiếm quang. Trảm thiên nhất kiếm. Nhưng là, một chiêu này, Diệp Thần, không dùng toàn lực. Ngô Dương không bằng Chu Thuần. Nhưng là, cho dù là một kiếm như vậy, vậy đủ rung động. Kiếm quang thoáng hiện ngay tức thì, vậy nguyên bản, nhìn như có thể đem toàn bộ cửu U quốc đô thành cũng san thành bình địa cuồng ngược gió bão, liền tựa như ngày xuân bên trong nhỏ như gió, không tiếng động biến mất. Ngô Dương diễn cảm, động lại. Kiếm kia quang, ở hướng hắn chém tới đồng thời, cực lớn sợ hãi, chiếm hết hắn linh hồn. Hắn muốn thét chói tai, muốn kêu khóc, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng là, hắn liền những thứ này, cũng không làm được. Quỷ dị này kiếm quang, khoảnh khắc gian từ Ngô Dương trên mình thoáng qua, hắn bề mặt, xuất hiện 7-8 đạo hộ thân linh quang. Vậy cũng là hộ thân loại pháp khí phát ra. Nhưng là, vậy linh quang, không tới một phần vạn giây, liền mất đi, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như nhau. Một khắc sau, lách cách một tiếng vang nhỏ, tựa như bị đóng băng đông, không nhúc nhích đứng tại chỗ Ngô Dương, liền biến thành vi trần tiêu tán, liền liền thần hồn, đều ở đây vậy đạo sợ hãi kiếm quang bên trong, hoàn toàn mất đi. Vương Lâm Ngu, Lưu Bách Chiến Ngu, liền liền cái đó nhìn như cao thâm khó lường Lý Thân, sắc mặt cũng cực kỳ không đúng. Diệp Thần lại dám ở chỗ này giết người. Thần Tuyền bên trong lầu, Thanh Thúy lách cách tiếng, tiếp liền không ngừng vang lên, thịnh cất đắt vô cùng, món ăn ngon cực kỳ linh tử ly rượu, lại là lần lượt té xuống đất mặt, thành nghiền, vẩy đầy đất rượu. Vốn là muốn uống rượu các khách nhân, hoàn duy trì nâng ly tư thế, thân thể cứng lên. Diệp Thần kiếm quang, không chỉ có đem cái đó không thể nhất thế, kiêu ngạo vô cùng học viện thần phong thiên tài biến thành phấn vụn. Thậm chí cầm mọi người tại đây hồn phách, cũng chém được xu hướng tại tiêu tán à. Vậy là như thế nào một kiếm? Rất nhiều người, thậm chí cũng không nhìn thấy Diệp Thần làm cái gì. Ngô Dương, lại chết như vậy. Cái này Diệp Thần, rốt cuộc là người vẫn là ma thần à. Liền liền Sở Doanh, cũng có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nàng mặc dù biết, Diệp Thần thực lực, ở Ngô Dương bên trên, tin tưởng Diệp Thần có thể chiến thắng Ngô Dương. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ thắng được như vậy ung dung à. Chỉ là một kiếm, vẫn là cực nhanh một kiếm. Ngô Dương, liền hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Nhưng mà, Diệp Thần lại không có bất kỳ bất ngờ. Mới vừa rồi mình bị ác ma mắt ảnh hưởng. Mình bước vào cửu U, đại biểu ma đế, càng là vì ma đế. Ma đế làm sao nguyện ý để cho Diệp Thần ủy khuất. Hơn nữa mới vừa rồi trong đầu, còn chưa tỉnh lại ma đế nhưng là để lại một câu uy trấn cửu thiên lời nói. Trời sập xuống, bản đế chỉa vào. Diệp Thần liếc bị mình một kiếm rung động được thiếu chút nữa sụi lơ Vương Lâm, lãnh đạm nói ta không muốn động thủ. Nhưng nếu sau lưng ngươi gia tộc lại tới tìm ta phiền toái, ta bảo đảm, từ nay về sau, cửu U quốc, lại không vương gia. Theo Diệp Thần tiếng nói rơi xuống. Mọi người mới từ vậy kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, bọn họ khó có thể tin nhìn Diệp Thần, hắn, lại tiếp tục chà đạp trước vương gia tôn nghiêm.
Vương Lâm đôi mắt ứ máu, tất cả đều là tức giận, khí được môi có chút run rẩy nói, vô liêm sỉ. Ngươi tự tìm cái chết, Vệ Thanh, động thủ, cho ta đem xương nghiền thanh cho rác. Tên kia mặt không cảm giác bạch bào thanh niên, khẽ quát một tiếng, cặp mắt đột nhiên mở ra. Hắn đối với con ngươi, lại là màu trắng bạc vẻ. Ở hắn mở hai mắt ra đồng thời, một cổ thần niệm chập chờn, chào hướng Diệp Thần thức hải. Ồ, Diệp Thần chân mày khều một cái, hiện ra một vẻ ngoài ý muốn, tên này kêu Vệ Thanh nam tử, lại, biết sử dụng thần hồn công kích. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc. Vệ Thanh trong tay, đột nhiên nhiều hơn một chuôi ô kim trường côn, vậy trường côn, lại là một chuôi nửa bước thần khí. Vệ Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường côn lột, khuấy đãng mưa gió, khép mở bây giờ, càn khôn đổi ngược, thiên địa nghiêng, ngày tháng không sáng. Âm nổ đùng tiếng vang dội toàn bộ cửu u quốc đô thành, đó là không gian bị Vệ Thanh trường côn khuấy bể tiếng, cường đại linh lực hội tụ như rồng. Côn ý vỡ đằng bây giờ, mơ hồ hiện ra muôn vàn khí tượng, ngưng tụ ở đó ô kim trường côn bên trong, hướng Diệp Thần đảo tới. Không tốt, Sở Doanh thầm quát một tiếng, nàng muốn xuất thủ ngăn cản, đều có chút không còn kịp rồi. Lý Thân nhìn chằm chằm cái đó Vệ Thanh, cũng là trước mắt sáng lên, thầm nói tốt côn. Một côn này, cường hãn đến không tưởng tượng nổi. Mạnh bao nhiêu? Nếu không phải như vậy siêu cấp yêu nghiệt, giống vậy nửa bước phong môn cường giả, cũng sẽ ở một côn này dưới mất mạng. Và mới vừa Ngô Dương, cây bản không phải là một cấp bậc tồn tại. Vệ Thanh là Vương Lâm cận vệ, có thể ở vương gia, cho Vương Lâm như vậy dòng tránh đảm nhiệm hộ vệ, tự nhiên, có hắn chỗ hơn người, võ giả bình thường, lại có cái gì tư cách, hộ vệ Vương Lâm. Mà Vệ Thanh sở dĩ như thế mạnh, vậy không phải là không có đạo lý. Thân là cửu u quốc đại tộc, vương gia nắm giữ tài nguyên, có thể nói đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Vệ Thanh thiên phú, quả thật vô cùng là nghịch thiên, hắn ủng có một loại để cho làm trăng bạc thần viên cao cấp yêu thú bộ phận huyết mạch, trời xanh có thể sử dụng thần niệm công kích, hơn nữa lực lượng vô cùng rung động. Hắn sử dụng côn pháp, cũng là vương gia là hắn đặc biệt tìm tới. Là một bộ chân chính thần cấp võ, hơn nữa vô cùng là thích hợp Vệ Thanh, tên là Trời Viên Vỡ Long Côn. Mà Vệ Thanh, từ biết đi bộ bắt đầu, ngay tại một khắc không ngừng tu tập cái này bộ côn pháp, như vậy xuống, hắn, làm sao có thể không mạnh. Lấy cái này bộ thần cấp côn pháp mạnh mẽ lực tàn phá, chỉ cần đối thủ có một cái chớp mắt khinh thường, liền sẽ ở hắn ô kim côn dưới, khoảnh khắc mất đi. Phối hợp hắn thần niệm công kích, có thể nói vô địch. Nhưng mà, rất nhanh Vệ Thanh liền phát hiện, Diệp Thần, lại không chút nào bị hắn thần niệm công kích ảnh hưởng. Cho dù gần đây trầm ổn Vệ Thanh, cũng không khỏi hơi kinh hãi. Kiêu ngạo như hắn, không thừa nhận cũng không được, cái này Diệp Thần, quả thật cổ quái đến trình độ cao nhất. Cũng có thể nói, yêu nghiệt đến trình độ cao nhất. Bình thường nửa bước phong môn cường giả, ở hắn thần niệm đánh vào dưới, cũng sẽ xuất hiện thất thần. Phảng phất trạng thái, mà Diệp Thần đâu? Chính là vận may tu vi, không khỏi thực lực bản thân có thể nói nghịch thiên, liền liền thần hồn, vậy như vậy vững chắc. Mình thần niệm công kích, chút nào hiệu quả cũng không có. Bất quá, dù vậy, Vệ Thanh công hướng Diệp Thần côn, vậy không chút nào dao động. Nếu hắn thần hồn không cách nào công phá, như vậy, dựa vào lực lượng rất miễn cưỡng nghiền ép chính là... Diệp Thần nhìn đánh tới Vệ Thanh, cười. Hưng phấn cười. Hắn cặp mắt bên trong, thiêu đốt lên liền dục vọng, chiến đấu dục vọng. Cái này Vệ Thanh, là một đáng hắn toàn lực xuất thủ đối thủ. Diệp Thần điên cuồng gào thét một tiếng, thần văn bạo tránh, tử diễm chói lọi, thân hình biến hóa, hóa là nửa thú nửa ma tồn tại. Máu thần, phần huyết quyết, chân linh đổi, thiên ma hiển hóa, đồng thời thi triển. Linh sát hợp kích. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, quanh thân điện mang hiện lên, thân hóa sấm sét, bách bộ trục điện. Hắn thân hình, tại không gian khe hở bên trong chớp động, lại gần liền Vệ Thanh bên người. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Vệ Thanh cảm giác mình óc một choáng váng. Hắn cặp mắt mở to, cảm giác này, hắn rất rõ ràng. Là thần niệm công kích. Diệp Thần, lại lấy hắn am hiểu nhất thần niệm công kích. Dung chuyển hắn thần hồn. Không chỉ có như vậy, Vệ Thanh thậm chí cảm giác,
mình cả người linh lực, cũng là hơi chậm lại. Mặc dù, vô luận là thần hồn, vẫn là linh lực, cũng chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt xảy ra vấn đề, nhưng là, trong một cái chớp mắt này, đối với chiến đấu, đủ để thay đổi rất nhiều rất nhiều. Vệ Thanh vậy thẳng xông lên Diệp Thần mà đến ô kim côn, côn thế bỗng nhiên bây giờ suy yếu hơn nửa, mà đối mặt cái này rất miễn cưỡng đập hướng mình nửa bước thần khí gậy sắt, Diệp Thần, lại là không tránh không tránh. Lại là đón lôi cuốn vô tận linh lực, đủ để càn quét hết thảy ô kim côn, chính diện một kiếm, hướng Vệ Thanh chém tới. Tất cả mọi người, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giống như là như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần. Bọn họ cũng lấy là, Diệp Thần sẽ tạm thời né tránh qua Vệ Thanh một côn này, ai muốn, hắn lại cứ như vậy rất miễn cưỡng đụng vào. Diệp Thần trên gương mặt hiện lên vẻ điên cuồng vẻ, hơi thở đột nhiên bùng nổ. Thú hủ kiếm cực nhanh múa, kinh thiên kiếm ý tràn ngập giữa trời đất, lại để cho tất cả mọi người đều không nhịn được tâm thần chấn động, kiếm ý này, nơi nào vẫn là kiếm ý à? Đơn giản là diệt thế thần ma giống vậy hơi thở à? Vô cùng sợ hãi. Nguyên bản mặt không cảm giác Vệ Thanh lúc này đã là thần sắc đại biến. Vẫn là giống nhau một kiếm, mau đến mức tận cùng một kiếm. Nhưng là, một kiếm này so sánh với trước đối với Ngô Dương chém ra một kiếm kia, rõ ràng, mạnh gấp mấy lần. Một kiếm này, Diệp Thần dùng toàn lực. Nếu như Vệ Thanh đang xuất thủ lúc đó, linh lực cùng thần hồn không có chịu ảnh hưởng, có lẽ, còn có thể ở Diệp Thần kiếm chém chúng mình trước, đánh chúng Diệp Thần, nhưng là... Hiện tại, hắn biết, cho dù mình, có thể một côn đập chúng Diệp Thần kiếm, vậy tất nhiên sẽ chém chúng mình. Vệ Thanh trên gương mặt nổi lên kinh hoàng ý, đây là hắn từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên, cảm thấy sợ hãi. Có lẽ, hắn một côn này, có thể đập chết Diệp Thần, nhưng là, mình đâu? Mình, bị Diệp Thần một kiếm kia chém chúng, sẽ như thế nào? Bị kinh khủng này đến trình độ cao nhất, có thể so với thần ma cơn giận giống vậy một kiếm chém chúng, liền liền Vệ Thanh, cũng sợ. Phát ra từ nội tâm sợ. Vệ Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, trường côn đổi ngược, lại nữa phong tỏa Diệp Thần, mà là, hướng Diệp Thần chém tới thú hủ kiếm chặn lại. Mọi người thấy vậy, lại là con ngươi có giúp một cái, Vệ Thanh, ở Diệp Thần kinh thiên một kiếm trước mặt, lại buông tha thế công, lựa chọn phòng ngự. Vệ Thanh, rút lui. Diệp Thần trên mặt hiện ra một nụ cười, hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Kiếm côn đụng nhau. Ầm một tiếng kinh thiên vang lớn, thần tuyền lầu bên trong cấm chế ánh sáng điên cuồng rung, một bóng người, giống như là đạn đại bác vậy, bay ngược, nặng nề đụng vào thần tuyền lầu đối diện cửa hàng trên tường. Thậm chí, cầm có cấm chế ra trì mặt tường, toàn bộ cũng đụng sụp. Mọi người hướng vậy cửa hàng phương hướng nhìn, chỉ gặp một người cả người là máu, hai cánh tay đã nổ bể, hơi thở yếu ớt, nằm trên đất, lại là đã trọng thương sắp chết. Người nọ, chính là nửa bước phong môn cảnh Vệ Thanh. Diệp Thần đứng tại chỗ, cầm kiếm tay phải, đồng dạng là máu tươi đầm đìa, đều có thể thấy được phân bố vết rách xương trắng, nhưng là, Diệp Thần vẫn thật tốt đứng, tựa hồ như vậy thương thế, đối với hắn mà nói, căn bản chút nào không ảnh hưởng. Tiếp theo ở mọi người run rẩy trong mắt bên trong, không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Diệp Thần trên tay vậy nhìn như vô cùng dữ tợn thương thế, lại, thật nhanh khép lại. Lúc này, nguyên bản đối với Diệp Thần, không có một tia một chút nào coi trọng, cho rằng hắn tất nhiên bỏ mạng ở Ngô Dương cùng Vệ Thanh trong tay mọi người, cũng đối với cái này quỷ dị tới cực điểm thanh niên, sinh ra một tia vẻ kính sợ. Người này, không chọc nổi. Diệp Thần trên mặt hiện lên một cái tà tính mỉm cười, nhìn chằm chằm mặt trắng như tờ giấy, cả người run rẩy kịch liệt Vương Lâm nói, đây chính là, người cái gọi là hậu quả. À, Vương Lâm nghe được Diệp Thần mà nói, chợt kinh hô một tiếng, xoay người, chỉ muốn co cẳng chạy trốn. Hắn đã muốn hoàn toàn hỏng mất, cái này nơi nào vẫn là cái gì tạo hóa cảnh võ giả à, thật là không biết từ đâu tới ma quỷ à. Liên minh tín nhiệm vô cùng. Vô cùng cường đại Vệ Thanh, đều bị Diệp Thần, như thế một kiếm đánh bại à. Nhưng là, Diệp Thần sẽ thả hắn đi sao? Diệp Thần trong con ngươi tử mang lóe lên, canh kim khí và ma khí cuộn sạch, một cổ thần tính uy áp, bỗng bay lên, hắn hiện lên ánh sáng tím hai tròng mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm,
quát lên, ai, cho phép ngươi rời đi. Một khắc sau, nguyên bản hoàn liều mạng, đi ngoài cửa chạy đi Vương Lâm, thân hình lập tức dừng lại. Hắn kinh hoàng nhìn mình hai chân, cắn răng dùng sức muốn bước, nhưng là, hắn hai chân, nhưng tựa như không thuộc về chính hắn vậy, không nhúc nhích tí nào. Diệp Thần một lời, lại thật giống như thần dụ vậy, không thể trái nghịch. Hắn hoảng vội vàng xoay người đầu, nhìn sau lưng, hướng mình chậm rãi đi tới, mặt lộ vẻ tà cười thanh niên, sợ hãi thét to, ngươi. Ngươi muốn làm gì, không nên tới à? Diệp Thần nụ cười, càng phát ra tàn khốc, ma khí cuộn sạch, giống như thanh niên thời đại ma đế. Nếu như một người, muốn giết ngươi, ngươi, sẽ đối với hắn làm gì? Vương Lâm thật muốn sụp đổ, hắn lúc nào, chân chính thể nghiệm qua tử vong phủ xuống mùi vị à? Diệp Thần đi tới Vương Lâm sau lưng, chậm rãi nâng lên tay, hướng Vương Lâm đầu lâu vỗ tới, một chưởng này, nếu như rơi vào Vương Lâm đầu lâu bên trên, như vậy, chỉ sẽ có một cái kết quả. Vương Lâm, chết. Giờ khắc này, Vương Lâm tâm thần, triệt để hỏng mất, hắn đã thấy, tử vong, ở hướng mình vẫy tay. Hắn nửa mình dưới, đột nhiên một phiến ướt át, cái này ở cửu U quốc đô thành bên trong, có thể hô phong hoán vũ vương gia nhị công tử, lại, bị một cái ngoại lai vận may võ giả, cho sợ xón đái. Vương Lâm đánh mất lý trí, cao giọng kêu khóc, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể, ta là người vương gia. Ngươi một khi giết ta, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Ngươi hẳn rõ ràng. Ngay tại Diệp Thần tay, sắp rơi vào Vương Lâm trên đầu lúc đó, lại đột nhiên, dừng lại. Bởi vì một cái tay, nắm Diệp Thần cổ tay. Một con trắng nõn mảnh khảnh tay. Ừ, Diệp Thần hướng bên người nhìn, đứng bên cạnh hắn, là Sở Doanh. Sở Doanh hướng về phía Diệp Thần lắc đầu nói. Diệp Thần, ngươi không thể giết hắn, chỉ ít, không phải hiện tại. Ngươi hiện tại mặc dù, đã xúc phạm đến vương gia, hao tổn mặt mũi của hắn, nhưng là, chỉ cần Vương Lâm không chết, sự việc, còn có chuyển cơ. Nhưng là, ngươi giết hắn, liền và vương gia, kết tử thù, bọn họ, bất luận như thế nào, cũng sẽ lấy tính mạng ngươi, không cần thiết hiện tại liền cùng vương gia cứng rắn đụng, không phải sao? Sở Doanh rất rõ ràng. Coi như mình nói cho vương gia Diệp Thần và ma đế giữ liên lạc, vương gia cũng sẽ không tin. Hơn nữa vương gia thậm chí có thể liên hiệp ma tộc quân ma Trần Chu diệt Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt chớp động mấy cái, cuối cùng, vẫn gật đầu một cái, để tay xuống. Mặc dù, hắn đứng sau lưng ma đế, nhưng là, nếu như vương gia cao cấp võ giả dốc toàn bộ ra, hắn vậy cơ hồ là phải chết. Trọng yếu nhất chính là, hắn biết, mình một giết Vương Lâm. Không chỉ là hắn, liền Sở Doanh và Thần Hỏa Học Viện, cũng sẽ phải chịu liên lụy. Cho nên, Diệp Thần dừng tay, hắn không hy vọng, bởi vì mình, liên lụy đến người khác. Mà Vương Lâm, vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thất lạc vương ra mặt mũi, quả thật rất nghiêm trọng, nhưng là, vẫn là mệnh trọng yếu nhất. Bất quá, chấm, Diệp Thần ngưng mắt nhìn Vương Lâm, ta không thích thả hổ về rừng. Vừa nói, Diệp Thần khí tức trên người. Chợt bùng nổ, hắn cảnh giới, rõ ràng so Vương Lâm hoàn thấp, có thể vậy động trời hơi thở, lại trực tiếp đụng được Vương Lâm miệng phun máu tươi, người bị thương nặng. Đồng thời, một loại khó mà hình dung khủng bố, bị chồng chọt đến Vương Lâm thần hồn bên trong. Vương Lâm thét lên, hướng thần tuyền lầu bên ngoài, chạy mất dạng, thậm chí, bởi vì chân hắn mềm nhũn, không thể không dùng cả tay chân, xem chó như nhau hướng bên ngoài bỏ ra ngoài. Diệp Thần lãnh đạm nhìn lướt qua rời đi Vương Lâm, hướng về phía Sở Doanh cười nói, tốt lắm, đi lên tiếp tục uống quán ba. À, Sở Doanh hơi sững sờ, Diệp Thần lúc này, hoàn có tâm tình uống rượu. Phải biết, người vương gia, có thể lập tức thì sẽ tới liền à. Diệp Thần tâm tính, kết quả cường đại đến cái gì bước à. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, cho dù Diệp Thần trốn, thậm chí, lập tức chạy ra khỏi đô thành. Thì có ích lợi gì đâu. Người vương gia vẫn sẽ tìm được hắn. Nàng không khỏi được cũng đúng Diệp Thần cười nói, không sai, chúng ta tới hôm nay, là vì uống rượu. Đồng thời, nàng âm thầm nắm một quả ngọc phù bên trên thoáng qua một đạo ánh sáng, nàng đã thông báo cho Sở gia, phải đối mặt vương gia, ở nơi này đô thành bên trong, trừ hoàng thất, chỉ có Sở gia có thể làm được.
Nhưng mà, mãi cho đến trạng vạng tối, thần tuyền lầu bên ngoài, vẫn còn là một chút động tĩnh cũng không có. Liền liền Diệp thần, cũng có chút kỳ quái. Vương gia này người, làm sao, còn không có đi tìm tới. Hắn không biết là, lúc này, thần tuyền trên lầu không mấy chục ngàn mét chỗ, đang có hai người cả người hơi thở tối tăm, uy thế bất phàm người trung niên, trên không giằng co. Nếu như có cửu U quốc đô thành người có thể thấy được, nhất định sẽ kinh hô thành tiếng. Cái này hai người, chính là Sở Gia và Vương Gia đương đại gia chủ. Sở Hoành và Vương Tương Biển. Cái này hai người, tu vi sâu không lường được. Vương Tương Biển ngưng mắt nhìn Sở Hoành, trầm thấp mở miệng nói, Sở Hoành, ngươi, thật muốn bảo hắn. Bất quá là chính là một cái vận may võ giả, đáng Sở Gia làm như vậy sao? Sở Hoành mặt đầy dễ dàng cười nói, chính là một cái vận may võ giả. Ha ha, lão Vương, ngươi thật cảm thấy, hắn là như vậy phổ thông. Tốt, nếu hắn là một người bình thường, ngươi nếu như hiện đang xuất thủ tiêu diệt hắn, ta không nhúng tay vào, như thế nào? Lão Vương, ngươi, dám không? Ngươi, Vương Tương Biển giận quát một tiếng, hắn tức giận, nhưng là, quả thật không dám động tay. Hắn ở biết Vương Lâm bị người trọng thương. Vương gia chịu nhục sau đó, lúc ấy, chính là nổi giận, ở biết Sở Doanh cũng ở đây Diệp Thần bên người sau đó, hắn quyết định muốn tự mình ra tay, nghiền giết Diệp Thần, dẫu sao Vương gia giống vậy phong môn cường giả, có thể sẽ bị Sở Doanh ngăn trở, nhưng là, hắn, Sở Doanh là tuyệt đối không ngăn được. Nhưng mà, kết quả thế nào? Diệp Thần hiện tại, vẫn còn ở thật tốt uống rượu. Thật ra thì, hắn so Sở Hoành, còn sớm đến từng tia. Nếu như hắn nguyện ý, lúc ấy, liền có thể tiêu diệt Diệp Thần, nhưng là, Vương Tương Biển cũng không có ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Thần khí tức trên người. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn tựa như nhìn thấy vị kia vạn cổ bên trong cao nhất ma đế. Thậm chí ma đế lúc còn trẻ, cũng là như vậy. Thần thái kia, giọng nói kia, giống nhau như đúc. Vương Tương Biển không tin Diệp Thần sẽ cùng ma đế có liên quan. Nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Vậy ma đế cố nhiên ở vô tận sông dài bên trong chết, nhưng là ma đế uy lực còn lại như cũ bao phủ cửu U quốc tất cả mọi người. Sở Hoành, năm đó ma đế chết lúc đó, rốt cuộc dặn dò cái gì? Ma đế còn có thể trở về sao? Vương Tương Biển đột nhiên nói. Sở Hoành thần sắc ngưng trọng nhìn Diệp Thần, lẩm bẩm nói, ta đêm qua nằm mộng, mộng gặp ma đế hạ xuống cửu U. Dẫn cửu U, một kiếm một thương giết tới thần quốc. Trong mộng, thiên đạo cung vỡ vụn, linh võ đại lục quy tắc vỡ vụn. Vương Tương Biển thật sâu nhìn Sở Hoành một mắt, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi, chỉ là, trước khi rời đi, lạnh nhạt nói. Lão Sở, mặt mũi này, ta cho. Nhưng là ngươi không muốn lấy là, vương gia sẽ tính như vậy, ngươi bảo được tạm thời, không bảo vệ được nhất thế. Tiệc mừng thọ diễn võ bên trên. Ta vương gia, sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Cùng lúc đó, cửu U quốc vòng ngoài. Một phiến hoang vu. Hư không nứt ra. Băng kiếm thánh vương và Kỳ Lâm từ trời cao rơi xuống. Kỳ Lâm thấy chung quanh hoang vu, nhíu mày một cái, lão băng, chỗ này như thế hoang vu, làm sao xem vậy không giống như là trong miệng ngươi cửu U quốc vị trí à? Băng kiếm thánh vương nghe được lão băng hai chữ, khóe miệng co quắp mấy phần. Ta là Diệp Thần sư tôn, người khỏe ngạt cũng nên kêu ta tiền bối. Kỳ Lâm bừng tỉnh, lão băng tiền bối, tiếp theo ta nên làm cái gì? Ngươi theo ta đi vào chung không? Băng kiếm thánh vương. Hồi lâu, băng kiếm thánh vương nói, ngươi liền chờ ở nơi này, cái này cửu U quốc cũng không phải là tùy tùy tiện tiện vào. Ta sẽ dùng thuật pháp thông báo Diệp Thần, xem Diệp Thần có không có cách nào để cho ngươi tiến vào trong đó. Nói xong. Băng kiếm thánh vương liền biến mất. Kỳ Lâm nhìn một cái chung quanh hoang vu, không biết làm sao chỉ có thể tìm một nơi hòn đá ngồi xuống, lẩm bẩm nói, linh võ đại lục không phải thánh địa tu luyện sao, làm sao còn có như thế địa phương hoang vu. Tựa hồ linh khí đều rất mỏng manh. Thật là kỳ quái. Mà trời cao bên trong, băng kiếm thánh vương cũng không có rời đi. Hắn nhìn xuống đất đai, ánh mắt phức tạp. Hắn bên người đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh Lão, thần hỏa học viện mang Diệp Thần tới cửu U quốc, chỉ sợ là sự kiện kia đi. Ta luôn cảm giác Diệp Thần ở bên trong,
sẽ xảy ra chuyện. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói, vận mệnh vật này, không đoán ra. Hiện tại người này và ma đạo có liên quan, càng và vị kia ma đế sinh ra nhân quả. Hôm nay, lại là bước vào Cửu U Quốc, sợ rằng thằng nhóc này là muốn đem vậy thần quốc ác mộng vậy ma đế sống lại à. Ta có loại dự cảm, thần quốc, lần này phủ xuống ác mộng vượt xa hết thảy, thậm chí ban đầu vị kia Nhâm tiểu tử tạo thành bóng mờ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Diệp Thần liền chuẩn bị đưa Sở Doanh về nhà. Dẫu sao lần này, Sở Doanh là hắn cản rất nhiều phiền toái. Hai người gặp mặt không tính là nhiều. Cố nhiên Sở Doanh biết hắn và ma đế quan hệ giữa, vậy không cần phải như vậy. Sở Doanh cúi đầu, nàng tư chất siêu phàm, gia tộc mạnh mẽ, cho nên, có thể đến gần nàng phái nam, rất ít, hơn nữa, phần lớn là nàng nơi đáng ghét loại hình. Cái này còn phải, nàng lần đầu tiên trong đời, và một người nam tử, như vậy thân mật đi trên đường. Đừng xem nàng trước, ở Vọng Nguyệt lâu bên trong, luôn là trêu đùa Diệp Thần, thật ra thì, Sở Doanh căn bản không có vả phái nam lui tới kinh nghiệm. Hiện tại, ở nơi này loại không khí dưới, Sở Doanh, lại là xấu hổ. Diệp Thần có chút kỳ quái nhìn Sở Doanh, bây giờ Sở Doanh, thật giống như có điểm không đúng, không khỏi mở miệng nói, Sở Doanh, thế nào sao? À, Sở Doanh phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu nói, không việc gì. Đúng rồi, Diệp Thần, người có muốn hay không, nhìn mặt của ta một cái. Sở Doanh luôn là dùng cái khăn che mặt, cũng không phải là bởi vì nàng lớn lên không được khá xem, ngược lại, nàng, rất đẹp, cho dù khăn che mặt, đều rất đẹp. Nhưng là, nàng ghét những cái kia nam tử, nhìn nàng ánh mắt, cho nên, nàng vẫn luôn dùng cái khăn che mặt che giấu mình xinh đẹp. Có thể hiện tại, Sở Doanh trong lòng, đột nhiên dâng lên một cổ xung động, nàng muốn ở Diệp Thần trước mặt, tháo xuống cái khăn che mặt, muốn, để cho Diệp Thần thưởng thức mình xinh đẹp, muốn, đạt được Diệp Thần ca ngợi. Diệp Thần hơi sững sờ, đây là, Phong Thanh Dương nhưng là cười ha ha một tiếng mở miệng nói, thằng nhóc, cô gái này trước, có thể chỉ là đối với người có chút hứng thú thôi, hiện tại, là thật đối với người động tâm à. À, Diệp Thần có chút hỗn loạn, bất quá. Hắn hay là đối Sở Doanh cười nói, Sở Doanh, ngươi không cần đặc biệt là ta tháo xuống cái khăn che mặt, ngày mai, ngươi biết tham gia Cửu U Quốc hoàng tộc tiệc mừng thọ sao? Sở Doanh cái khăn che mặt dưới cái miệng nhỏ nhắn, hơi mân mê, vẫn là gật đầu nói, Sở gia lần này, để cho ta đi trước chúc thọ. Diệp Thần mỉm cười nói, ngươi ngày mai sẽ mang cái khăn che mặt sao? Sở Doanh bừng tỉnh hiểu ra, ngày mai, tham gia hoàng tộc tiệc mừng thọ. Dĩ nhiên là không thể che che giấu giấu, như vậy, là đối với hoàng thất bất kính. Ta, sẽ mong đợi ngày mai. Nếu, ngày mai sẽ có thể thấy Sở Doanh hình dáng, cần gì phải, hiện tại sẽ để cho Sở Doanh tháo xuống cái khăn che mặt đâu. Sở Doanh âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai, nhất định phải thật tốt lối ăn mặc một phen. Đúng rồi, Sở Doanh, mà đế món đồ kia ngươi nói ở Cửu U Quốc, có thể hay không giao cho ta. Diệp Thần nhớ lại chuyện trọng yếu nhất, vội vàng nói. Sở Doanh có chút không biết làm sao, quay đầu lại mình lại còn không bằng món đồ kia. Cố nhiên như vậy, nàng vẫn là nói, ta và phụ thân thương lượng qua, còn như phụ thân cái gì dự định, còn muốn xem ý của phụ thân. Diệp Thần gật đầu, rõ ràng. Đem Sở Doanh đưa về Sở gia sau đó, Diệp Thần liền quay trở về duyệt tới khách sạn. Một sau khi trở lại căn phòng của mình. Diệp Thần chính là thời gian đầu tiên câu thông mi tâm ác ma mắt. Ác ma mắt, ngươi thức tỉnh sao? Nhưng mà, qua ước chừng hồi lâu, mới truyền tới một giọng nói. Ngày đó ra tay, thương thế vẫn còn ở, bất quá vậy ngày xưa vật ngược lại là trước thời hạn tỉnh lại ta. Cũng may đây là Cửu U Quốc, Cửu U ma khí trong lòng đất ngưng tụ, ta đây là có thể mượn cái này khôi phục mấy phần. Diệp Thần, ta hiện đang tận lực nói ít. Nhưng là ở thời khắc mấu chốt, ta sẽ là ngươi ra tay. Cái này Cửu U Quốc, ta không xác thực định có hay không quân ma trần nanh vuốt. Ta không muốn bại lộ, không đại biểu người khác dám động ngươi. Hết thảy chuyện, ngươi yên tâm đi làm là được. Thanh âm biến mất. Diệp Thần chau mày, bất kể như thế nào, hắn gây ra sự việc, hắn hy vọng mình đi vác. Ngày mai sợ là giữ nhiều lành ít.
Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, ấn đường đột nhiên truyền tới một hồi đau nhói. Đây là băng kiếm Thánh Vương tin tức. Kỷ Lâm lại có thể ngay tại Cửu U Quốc vòng ngoài. Mấu chốt, Kỷ Lâm làm sao tìm tới nơi này? Diệp Thần không để ý tới hết thảy, trực tiếp liên lạc Sở Doanh, dẫu sao muốn thả Kỷ Lâm đi vào, Cát Thanh cũng không có tư cách. Nhưng mà, lấy được câu trả lời nhưng là, Sở Doanh ở ải này kiện tiết điểm, cũng không cách nào vận dụng gia tộc quyền lợi thả người. Cửu U Quốc người sợ có người ở trong yến hội ra tay. Làm thế nào? Diệp Thần ở gian phòng đi qua đi lại. Hắn bây giờ thực lực căn bản không phá nổi Cửu U Quốc và ngoại giới cấm chế. Coi như có thể phá ra, sợ rằng hắn cũng không cách nào ở Cửu U Quốc đặt chân. Hay là để ta đi? Ngay tại lúc này, một giọng nói từ ấn đường truyền tới. Ma đế, ngươi có biện pháp? Diệp Thần kích động nói. Bất quá thay đổi ý nghĩ nghĩ đến ma đế đã từng chấp trưởng Cửu U, nếu như Cửu U cửa đều không cách nào mở ra, vậy thì buồn cười. Diệp Thần, ngươi mở lòng bàn tay ra, chờ lát nữa sẽ có chút đau nhói, ngươi lại chịu đựng mấy phần, ma đế thanh âm vang lên. Diệp Thần làm theo. Rất nhanh, hắn phát hiện lòng bàn tay lại tràn ra vô số ma khí. Hơn nữa, dù là hắn bất hủ thần thể cũng là cảm thấy một ít đau nhói. Không biết qua bao lâu, ma khí biến mất. Một cái cổ xưa phù văn xuất hiện. Diệp Thần chỉ riêng nhìn lướt qua chính là cảm thấy kinh hãi. Lực lượng thật là đáng sợ, tựa như có thể câu thông địa ngục. Ma đế nhìn ra Diệp Thần nghi ngờ, liền giải thích, đây là Cửu U đế phù, ta tu vi bị giới hạn, chỉ có thể ngưng tụ một thiên lực lượng. Có bùa này, người có thể tạm thời câu thông Cửu U, cũng có thể tự do ra vào Cửu U quốc. Hãy mau đem vậy bé gái mang vào. Nói xong, ma đế thanh âm liền biến mất, hiển nhiên chẳng ngờ quá nhiều hao tổn lực lượng. Diệp Thần đi tới Cửu U quốc lối vào. Chung quanh cực kỳ yên lặng, càng không có người chú đóng. Hiển nhiên Cửu U quốc căn bản không sợ hãi người khác tiến vào. Dẫu sao cấm chế này lực lượng là Cửu U lực, trừ Cửu U người hoàng thất, ai có thể dung chuyển. Diệp Thần nhìn một cái lòng bàn tay Cửu U đế phù. Trực tiếp dương ra, đè ở trên cửa. Ngắn ngủi yên lặng sau này, cửa lại trực tiếp mở ra. Không gian chảy loạn phun trào, Cửu U ánh sáng vô cùng chói mắt. Diệp Thần vui mừng, cũng không nói nhảm, trực tiếp bước vào trong đó. Rất nhanh, hắn liền lần nữa đi tới ban đầu vậy đất hoang vu. Mà đất hoang vu trên một tảng đá, một cái bé gái đã ngủ. Ở gió lạnh sắt sắt. Bé gái co ro. Làm cho lòng người sinh liên tiếc. Cái này Kỷ Lâm, cũng không biết tới nơi này làm gì. Diệp Thần cởi xuống áo khoác, trực tiếp bọc lại ngủ say Kỷ Lâm, hướng Cửu U quốc đi. Hắn khóe môi nhếch lên vui vẻ yên tâm. Nhưng là càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hắn đã đem Kỷ Lâm coi thành muội muội mình. Kỷ Lâm có lẽ cảm nhận được cái gì, hai tay vần quanh ở Diệp Thần cổ, ôm thật chặt. Gần sát Diệp Thần. Như vậy ấm áp hơn và thậm chí nói đến mớ. Diệp Thần, ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý để cho Lạc Nhi tỷ tỷ xảy ra chuyện. Diệp Thần, người không muốn mắng ta biết ta rất đần, tu luyện cũng sẽ không, cảnh giới lại thấp. Nhưng là ta thật muốn giúp ngươi. Diệp Thần, ta thật là nhớ tỷ tỷ à, ta tới Linh Võ Đại Lục tìm tỷ tỷ, hiện tại cũng không nhìn thấy, tỷ tỷ sẽ hay không thích Kỷ Lâm. Diệp Thần, người nói, có một ngày ta sẽ thành được rất lợi hại đến đủ bảo vệ ngươi và tỷ tỷ sao? Ta mặc dù một mực kêu ngươi Diệp Thần, nhưng là ở ta trong lòng, ngươi là một cái đáng dựa vào người. Từ nhỏ đến lớn, chưa tỷ tỷ, ta không có bằng hữu, nhưng là ở Côn Lôn hư vậy 5 năm, ta thật cầm ngươi coi thành bằng hữu. Diệp Thần, hoa hạ quả vặt ăn thật ngon nha, không biết lúc nào có thể ăn nữa đến. Diệp Thần. Nếu như có một ngày, ta chết, ta hy vọng ngươi có thể cầm ta chôn ở hoa hạ, ta muốn mộ phần nở đầy thật xinh đẹp đầy trời tinh, trong TV nói, đầy trời tinh hoa tiếng nói là thủ vọng và vai phụ, ta không năng lực gì, ta chỉ muốn làm cái vai phụ, một mực thủ vọng trước ngươi và tỷ tỷ. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần bước chân dừng lại. Hắn sâu đậm nhìn một cái trong ngực Kỷ Lâm, phát hiện Kỷ Lâm gắt gao ôm chặt hắn. Thân thể đang run. Tựa hồ làm ác mộng.
lông mi Mao phân bố nước mắt. Gò má lại là xuất hiện một đường thật dài nước mắt. Chẳng biết tại sao, nghe được Kỳ Lâm một câu cuối cùng mới lúc đó, Diệp Thần có chút không chịu nổi. Con tim phòng tuyến bị đánh ngã. Kỳ Lâm cuối cùng là một đứa nhỏ. Nàng trải qua không nên là một cái đứa nhỏ hẳn trải qua. Thống khổ, hành hạ, không giúp, bi thương, từ Kỳ Lâm bước lên Linh Võ Đại Lục sau đó, mỗi một ngày đều ở trên cao diễn. Một người còn không hiểu sinh tử đứa nhỏ, lại hy vọng phần mộ lên nở đầy đầy trời tinh, đó là một loại như thế nào tuyệt vọng. Diệp Thần không biết Kỳ Lâm khốn tại hồn tộc vậy từng cái ngày đêm là làm sao vượt qua. Càng không biết Diệp Lạc Nhi hiện tại lại đang chịu đựng dạng gì thống khổ. Hắn lần đầu tiên cảm giác được mình rất phế vật. Hắn muốn thay đổi mạnh hơn. Bởi vì có tiên thiên độc thể đứa nhỏ, định trước cả đời không cách nào an ninh. Đây là bi, hay là vui? Diệp Thần đưa tay ra sờ một cái Kỳ Lâm, trong mắt nhu tình thêm kiên định. Kỳ Lâm, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ coi giữ ngươi một đời an ninh. Ta như còn sống, thiên cũng không thể động ngươi. Cửu U cửa hoàn toàn đóng cửa. Ánh sáng sáng chói dưới, là Diệp Thần cả đời cam kết. Mà đây phần cam kết, cần máu đi bảo vệ. Diệp Thần máu. Ngày thứ hai. Kỳ Lâm chật vật mở mắt ra, khi thấy xa lạ hết thảy, trong mắt trợn to, ta không phải ngủ ở trên đá sao, nơi này là chỗ nào. Đột nhiên, Kỳ Lâm thấy được nằm ở bên cạnh Diệp Thần, giờ phút này Diệp Thần tay còn đang nắm tay nàng. Thật ấm áp, Kỳ Lâm len lén cười, lộ ra lê qua. Nhưng là rất nhanh nàng liền giả dạng làm bộ dáng nghiêm túc, tằng hắng một cái nói, Diệp Thần, tỉnh lại đi, ngươi ngày hôm qua rửa tay không, thật là thúi nha. Diệp Thần mở mắt ra, thấy Kỳ Lâm, sờ một cái đầu, ta hiện tại đi tẩy, được chưa? Diệp Thần vừa mới chuyển thân, Kỳ Lâm liền nghĩ tới điều gì, lớn tiếng nói, Diệp Thần, có chuyện ta một mực không có nói cho ngươi, Lạc Nhi tỷ tỷ xảy ra chuyện. Nàng bị một cái kêu là lệnh hồ gia tộc thế lực mang đi. Ta đến tìm ngươi chính là hy vọng ngươi và ta cùng đi cứu Lạc Nhi tỷ tỷ. Ta biết, Diệp Thần bước chân dừng lại, thần sắc ngưng trọng. Lệnh hồ gia tộc hắn ở Tây vực vậy gặp qua. Thực lực không tính là mạnh, hẳn chỉ là con rối, hắn bây giờ đủ để hỏi ra Diệp Lạc Nhi tung tích. Ngươi làm sao biết, nếu biết, còn lo lắng cái gì, chúng ta lập tức lên đường. Kỳ Lâm cuống cuồng nói. Diệp Thần bắt Kỳ Lâm, nói, Lạc Nhi dùng thuật pháp cho ta một phần chia tin tức, nàng thật giống như bị xiềng xích trói buộc, còn như nơi nào, căn bản không biết. Lại cùng một ngày. Nếu như còn không có tin tức cặn kẽ truyền tới, chúng ta sẽ lên đường đi lệnh hồ gia tộc. Ta đây là muốn xem ai dám động Lạc Nhi. Diệp Thần không có lập tức lên đường là có nguyên do. Hôm nay tiệc, hắn như rời đi, vậy vương gia tức giận liền toàn bộ do thần hỏa học viện và sở gia gánh vác, đây cũng là hắn bất nghĩa. Lạc Nhi hiện tại chỉ là bị kẹt, không có nguy hiểm tánh mạng, xử lý xong cửu u chuyện, hắn liền lập tức lên đường. Mà nhưng vào lúc này, Cát Thanh thanh âm, ở ngoài cửa vang lên. Diệp Thần, tỉnh chưa? Diệp Thần mở cửa, chỉ gặp Cát Thanh mặt lộ vẻ cười khổ đứng ở ngoài cửa. Diệp Thần tránh người ra nói, hiệu trưởng, mời vào. Cát Thanh đi vào Diệp Thần bên trong phòng, khi thấy Kỳ Lâm, ngẩn ra, Diệp Thần, cái này đứa nhỏ làm sao tới? Cửu U Quốc cũng không cho phép người ngoài đi vào. Cái này đứa nhỏ hơi thở rõ ràng không phải cửu u người. Diệp Thần Chí Kiệt nói, viện trưởng, nàng là muội muội ta phải tùy thân mang, tiệc hẳn không có vấn đề chứ. Cát Thanh nhíu mày, tốt nhất đừng mang theo nàng, nếu không đến lúc đó sẽ có phiền toái. Nhưng mà Diệp Thần tâm ý đã quyết, nói thẳng, viện trưởng ta phải tuân thủ nàng nhất thế an ninh, phải mang. Cát Thanh khá là không biết làm sao, vậy không truy đến cùng, ngược lại nói. Diệp Thần à, ngươi, làm sao cầm Ngô Dương giết đi à? Học viện thần phong cái đó lão vô liêm sỉ Trần Bắc, thật là, đều phải bị ngươi giận điên lên. Hao tổn một cái loại cấp bậc này thiên tài, cho dù là Trần Bắc, cũng không tốt giao phó. Diệp Thần nhàn nhạt nói, hắn muốn giết ta, tự nhiên muốn giết hắn. Cát Thanh gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều, Diệp Thần dẫu sao là hắn người mang tới. Hắn sẽ là Diệp Thần giải quyết Ngô Dương sự việc, nếu không, học viện học sinh, liền tự vệ đều phải bị truy cứu trách nhiệm,
còn muốn hắn cái này hiệu trưởng làm gì. Bất quá, hắn đột nhiên nghiêm túc đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta hiện tại đến tìm ngươi, là vì ngày hôm nay chúc thọ một chuyện. À, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cảm thấy hứng thú nói, hiệu trưởng mời nói. Cát Thanh nói, lần này tiệc mừng thọ, chúng ta những ông già này, mặc dù mang các ngươi tới, vậy sẽ tiến hành chúc thọ, nhưng là, và các ngươi, cũng không phải ở một cái sân bên trong. Dẫu sao, qua sinh nhật cửu U quốc hoàng tộc, là đương kim cửu U đế cái thứ 9 nữ nhi, là một người tiểu bối. Cửu U quốc người, đều đưa hắn gọi là cửu công chúa, tiểu bối sinh nhật, chúng ta những ông già này tại chỗ, rất nhiều người, sẽ không buông ra, nói, mặc dù là như thế nói, thật ra thì. Diệp Thần tiếp lời nói, thật ra thì, chàng này tiệc mừng thọ, thì không muốn, để cho các trưởng bối nhúng tay. Cát Thanh gật đầu nói, không sai, đây là cái quy củ bất thành văn, tiệc mừng thọ bên trên, có mâu thuẫn gì, bọn tiểu bối, cũng phải tự giải quyết, bất quá, còn có một cái quy củ, chính là vậy phong môn cảnh sơ kỳ trở lên tồn tại, là sẽ không khiêu khích phong môn cảnh trở xuống tồn tại, diễn võ lúc tương tự. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu như giống vậy phong môn tồn tại, hắn cũng không sợ. Nhưng là, lần này tham gia thọ yến, không một không phải linh võ đại lục cao cấp tài tuấn, tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này loại phong môn cường giả, và thông thường phong môn cường giả, hoàn toàn, là hai tầng thứ tồn tại. Cát Thanh tiếp tục nói, học viện thần phong bên kia, có ta vì ngươi chặn, nhưng là, cái này tiệc mừng thọ bên trên, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bất quá, học viện thần phong cái đó đến gần bịt cửa Lưu Bách Chiến, chưa chắc là ngươi đối thủ, dựa vào chính bọn họ, hẳn là không làm gì được ngươi. Nhưng là, ta lấy được một cái tin, học viện thần phong, không biết như thế nào cùng thần hoàng học viện, thật giống như có liền một ít liên lạc, lần này, thần hoàng học viện thiên tài, có thể sẽ đối với ngươi ra tay, ngươi, dù sao cũng phải cẩn thận. Thần hoàng học viện, Diệp Thần lẩm bẩm một câu. Hắn ngược lại có chút hứng thú, thần hỏa học viện mặc dù cực mạnh, là vô số võ giả hướng tới tồn tại. Nhưng là trong tin đồn, thần hoàng học viện mới là linh võ đại lục cường thịnh nhất và thần bí học viện, có rất ít người biết. Mà thần hoàng học viện thiên tài, lại là lấy chiến lực mà nghe vậy. Bất quá, nếu không phải phong môn sơ kỳ bên trên, như vậy, hắn Diệp Thần, liền có tự tin, có thể thắng chi. Diệp Thần hướng về phía Cát Thanh cười nói, hiệu trưởng, ta biết. Cát Thanh nhìn Diệp Thần tự tin hình dáng, vậy hơi yên tâm một ít, Diệp Thần nhưng mà có dấu vết và thần mạch thiên tài siêu cấp, tuyệt không thể để cho hắn ở tiệc mừng thọ lên xảy ra chuyện. Cát Thanh nói xong, liền dẫn hắn, Kỳ Lâm, Thạch Hoa, và Triệu Luân cùng nhau xuống lầu ăn điểm tâm, sau khi ăn xong, hắn liền dẫn mấy người, hướng đô thành bên trong hoàng thành đi tới. Cái này hoàng thành, lại là một tòa vô cùng khổng lồ cung điện nhóm, hơn nữa, trực tiếp trôi lơ lửng tại đô thành trên. Tiến vào hoàng thành sau đó, Cát Thanh, liền cùng Diệp Thần mấy người tách ra. Mà Diệp Thần Kỳ Lâm mấy người, ở Cát Thanh chỉ dẫn dưới, hướng một tòa tựa như do sáng cực kỳ băng ngọc mài rũa mà thành, tên là Thần Lòng Điện cung điện đi tới. Ở nơi đó, đem sẽ là cửu công chúa, cử hành tiệc mừng thọ. Diệp Thần các người, bước vào thần tâm trong điện, dõi mắt nhìn lại, mấy người, cũng không khỏi con người co rúm lại. Xa hoa, quá xa hoa. Mấy người bọn họ, cũng coi như là kiến thức không tầm thường tồn tại, nhưng là, nhưng cũng bị trước mắt vô cùng là xa hoa một màn, hoàn toàn rung động. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, không một, không phải giá trị liên thành tồn tại à. Liền lấy trên bàn, trưng bày vô số linh quả tới nói đi, những cái kia linh quả, thấp nhất, đều là ngàn năm niên đại tồn tại. Hơn nữa không một không phải quý trọng vô cùng à. Thậm chí tùy tiện cầm một viên đi ra ngoài, đều là có thể để cho linh võ đại lục vận may tinh khiếu đỉnh cấp võ giả, cướp phá đầu tồn tại. Mà những thức ăn ngon kia, giống vậy, tản ra kinh người linh khí, chí ít, cũng là nửa bước phong môn thịt yêu thú à. Coi như là phong môn cường giả ăn, cũng sẽ đối với thân thể không hề nhỏ trợ giúp, hơn nữa mùi vị đó, dụ người tới trình độ cao nhất. Thần hỏa học viện phòng ăn thiên khu thức ăn, đã coi như là trên đời vô song mỹ vị, nhưng là, và trước mắt những thứ này món ngon một so, cũng là kém không biết nhiều ít lần. Mà ở cung điện bên trong, hoàn có một phe ao rượu,
rượu này ao bên trong, phiêu tán đậm đà đến không thể lại đậm đà rượu thơm, cái này to lớn ao rượu bên trong, lại, tất cả đều là thần tuyền lầu cao cấp nhất linh tử. Bình thường, coi như muốn uống một hớp như vậy linh tử, sợ rằng giống vậy phong môn cường giả, cũng được táng ra bại sản à. Liền liền cái này thần tâm trong điện đồ gỗ nội thất, trưng bày, cũng mơ hồ tản ra mạnh mẽ chập chờn, lại, mỗi một kiện, đều là thời không chi binh thậm chí còn thần khí cấp đừng. Diệp thần các người, thật là đều phải hết ý kiến. Cái này cửu u quốc hoàng thất tiệc mừng thọ, hao phí tài nguyên, đều có thể đào tạo được hết mấy phong môn cường giả đi. Kỷ Lâm nuốt nước miếng một cái, ngắn ngủi biến mất một lát. Sau đó, Diệp thần liền phát hiện Kỷ Lâm bưng một chất thức ăn, trong miệng lại là nhét đầy. Diệp thần, lần sau ngươi tham gia nữa cái này tụ họp, nhất định phải kêu ta. Quá nhiều ăn ngon nha, ta thật vui vẻ. Diệp thần sờ một cái Kỷ Lâm đầu, không có trách cứ. Kỷ Lâm vui vẻ cho giỏi. Lúc này, thần tâm trong điện người đã không ít, chừng 300-400 người, mà những người này, mỗi một người đều là hơi thở bất phàm tồn tại, từng cái, cử chỉ ung dung, cả người tản ra tự tin mãnh liệt. Bọn họ tu vi, cơ hồ đều ở tinh khiếu hậu kỳ trở lên. Hơn nữa, những người này, không có một cái là vượt qua 30 tuổi tồn tại. Những người này bắt được linh võ đại lục bên trên, mỗi một cái, đều là đủ để rung động thành trì, đủ để nghiền ép vô số người thiên tài siêu cấp, tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp thần không khỏi được mặt lộ cười khổ, hắn tu vi, lại phảng phất là những người này bên trong, thấp nhất. Đây quả thật là, có chút lúng túng. Dĩ nhiên, Kỷ Lâm không tính là. Bất quá, hắn, vậy không quá mức để ý, tu vi, đối với hắn mà nói, thuyết minh không là cái gì, cứ như vậy tự nhiên thưởng thức bên người thức ăn ngon, linh quả, khi thì và Kỷ Lâm trò chuyện một chút. Vậy coi là thích ý. Đồng thời, hắn ánh mắt, quét qua người ở tại tràng, những người này tu vi mặc dù không tệ, nhưng vẫn không thể coi là chân chính cao cấp thiên tài, xem ra. Chàng này tiệc mừng thọ bên trong, nhất yêu nghiệt một nhóm kia tồn tại, hiện tại, còn chưa tới trận. Đám người này bên trong, có cửu u quốc thế lực lớn con em, có linh võ đại lục bên trên thế lực cao cấp đệ tử, thậm chí còn gia tộc lánh đời truyền nhân. Có một ít không muốn người biết thế lực thần bí thiên tài, từng cái, đều là kinh thiên động địa tồn tại. Nhưng là, Diệp thần biết, những người này quả thật cũng là thiên tài, nhưng bọn họ bên trong, chỉ có rất ít một phần chia, có thể coi như trình độ cao nhất. Ngay tại lúc này, thần tâm điện ngoài cửa hoạn quan, đột nhiên cao giọng quát to, thần Long học viện, Sở Tiêu, Sở công tử đến. Diệp thần chân mày khều một cái, hướng cửa nhìn ra ngoài, hắn nhớ, mới vừa rồi, bọn họ vào cửa lúc đó, còn có một số người khác vào cửa lúc đó, là không có ai ghi danh. Hiển nhiên, cửu u quốc hoàng thất, đối với cái này thần Long học viện Sở Tiêu, là coi trọng một chút. Chỉ là không biết thần Long học viện và linh võ đại lục thần Long gia tộc có liên lạc hay không. Diệp thần hướng cửa nhìn, chỉ gặp, một người ánh mắt lãnh đạm, khí chất lạnh như băng, người mặc thêu vân văn thanh bào, nhìn qua 25-26 nam tử, liền đi tới thần tâm trong điện. Cái này 25-26 nam tử, bất ngờ, đã là phong môn cảnh tu vi. Hơn nữa, vẫn là phong môn cảnh tầng 5 thiên tồn tại. Như vậy tu vi, tuổi như vậy, đúng là nghịch thiên cực kỳ. Ở Sở Tiêu sau lưng, Hoàn đi theo hai người mặc quần áo trắng, tướng mạo tương tự thanh niên, đều là đến gần cũng hoặc là thiết thiết thực thực phong môn tu vi. Chắc hẳn, cái này ba người, chính là thần Long học viện ba tên thiên tài. Diệp thần không khỏi có chút hiếu kỳ đối với bên người Thạch Hoa hỏi, Thạch sư huynh, cái này Sở Tiêu, là lai lịch gì? Thạch Hoa nhìn Sở Tiêu. Ánh mắt khá là kiêng kỵ, hướng về phía Diệp thần giải thích. Sở Tiêu rất khủng bố, là thần Long học viện trên đăng huyền bảng thiên tài. Diệp thần, ngươi có thể không biết, chúng ta linh võ đại lục, thật ra thì có một phần bảng xếp hạng, tên là linh võ bước lên huyền bảng, gọi tắt là bước lên huyền bảng. Trên bảng cộng chỉ có 100 cái số người, từ hạng nhất, đến thứ 100 tên, có thể leo lên bước lên huyền bảng người, có hai cái điều kiện, thứ nhất, tuổi tác không cao. Thứ hai, mạnh. Bước lên huyền bảng, danh như ý nghĩa, trên bảng người, đều là bị linh võ đại lục cho rằng, có tiềm lực đột phá phong môn cảnh giới, bước vào thái hư thiên tài siêu cấp. Như vậy thiên tài, mỗi một cái,
đều cơ hồ là quốc bảo vệ tồn tại, cho dù là cửu U quốc, cũng không thể khinh thường. Mà Sở Tiêu, ở linh võ trên đăng huyền bảng, hạng thứ 97. Người đừng xem nhẹ thứ hạng này 97, ý vị này, Sở Tiêu, cơ hồ là linh võ đại lục bên trong, mấy trăm tỷ võ giả bên trong, tiềm lực hạng trước 100 thanh niên cường giả. À, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn Sở Tiêu, không biết, cái này linh võ bước lên huyền bảng, cùng trên người hắn thần mạch cùng dấu vết, cái nào, hàm kim lượng cao hơn. Mà theo Sở Tiêu đến, tình cảnh, trong chốc lát đều yên tĩnh lại, không ít người, cũng bưng lên ly rượu, hướng Sở Tiêu đi tới. Sở Tiêu như vậy trên đăng huyền bảng thiên tài, cơ hồ là tất cả mọi người, kết giao đối tượng. Nếu như, Sở Tiêu tương lai, thật sự có cơ hội đột phá thái hư mà nói, toàn bộ linh võ đại lục, đều phải ở Sở Tiêu uy nghiêm dưới run rẩy chứ. Và Sở Tiêu làm quan hệ tốt, tuyệt đối không có sai. Sau đó, lại lục tục có người đến sân, những người này bên trong, không thiếu chân chính cao cấp thiên tài, nhưng là, Sở Tiêu sau này, trừ một ít cửu U quốc hoàng thất thành viên, nhưng lại cũng không có người có cơ hội bị hát tên. Xem ra trừ hoàng thất trở ra, chỉ có trên đăng huyền bảng nổi danh người, mới có cơ hội lấy được như vậy dùng lễ. Ngay tại lúc này, tên kia hoạn quan, đột nhiên, mở miệng lần nữa, cao giọng quát to. Thần Hoàng Học Viện, Lam Vũ Phi, Lam Công Tử đến. Tỉ mỉ người có thể phát hiện, lần này, hắn giọng nói, lại, so tụng niệm Sở Tiêu tên chữ lúc đó, lớn tiếng hơn một ít. Thạch Hoa ở Diệp Thần bên người nói, Thần Hoàng Học Viện Lam Vũ Phi, đồng dạng là bước lên huyền bảng trên tồn tại, hơn nữa, so Sở Tiêu hạng, hơn nữa gần trước, bước lên huyền bảng hạng thứ 90 năm. Diệp Thần hướng cổng vào nhìn, chỉ gặp một người mặc nước áo bào màu lam, 25-26 tuổi, mặt mũi dịu dàng như ngọc, khí chất đạm nhã nam tử, mặt mang mỉm cười, đi vào thần tâm trong điện. Ở chàng trai sau lưng, giống vậy đi theo hai người nam tử, một người đến gần phong môn tu vi, một người khác, lại cũng là phong môn cảnh tu vi. Kinh khủng hơn phải, Lam Vũ Phi bản thân, hơi thở mạnh hơn Sở Tiêu. Hơi thở này, cho dù là Diệp Thần, cũng có chút bị rung động. Đồng thời, hắn mặt mũi, vậy lộ vẻ được có chút trầm trọng. Hôm nay coi như là tiếp xúc tới linh võ đại lục cao cấp nhất vòng. Đã từng hắn lấy là phong môn chính là xa xôi, bây giờ nhìn lại, hắn tầm mắt cuối cùng thấp. Thực lực càng mạnh, liền vượt có thể tiếp xúc tới mạnh hơn vòng. Nếu không, chính là ếch ngồi đáy giếng. Linh võ đại lục ngược lại là dần dần là hắn mở ra, đó là quần hùng tranh giành thế giới. Phong Thanh Dương đột nhiên cười nói, thằng nhóc, thế nào, cảm giác được áp lực. Diệp Thần gật đầu một cái, Sở Tiêu và Lam Vũ Phi, ta, có thể không phải là đối thủ. Hắn hiện tại, vẫn không thể tùy tâm sở dục thi triển Trảm Thiên Nhất Kiếm, mà Sở Tiêu và Lam Vũ Phi, Diệp Thần có thể khẳng định, không phải như vậy mình một kiếm có thể giết chết tồn tại. Hắn hiện tại, nội tâm bên trong sinh ra một loại cấp bách cảm, trở nên mạnh mẽ cấp bách cảm. Diệp Thần âm thầm hạ quyết tâm, phải mau sớm tìm được Viêm Bia. Kích hoạt huyết mạch, hắn thì có tư cách điều chỉnh đám người này. Mà ở Lam Vũ Phi các người sau khi đi vào, Diệp Thần liền thấy, Lý Thân và Lưu Bách Chiến, lại cũng đi theo tiến vào, hơn nữa, vẫn cùng Lam Vũ Phi các người, đợi với nhau. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, xem ra, Cát Thanh theo như lời, Học viện Thần Phong cùng Thần Hoàng Học viện có cái gì liên lạc, là sự thật. Lại qua một lát, thần tâm trong điện bầu không khí, tràn vào nhiệt liệt, không thiếu thanh niên tài tuấn, cũng lẫn nhau cao giọng cười nói, thậm chí, có chút trai gái bây giờ, hoàn sinh ra một ít mập mờ hơi thở. Nhưng đột nhiên, vốn có chút ồn ào náo động thần tâm điện, trong nháy mắt an tĩnh. Thậm chí, so Sở Tiêu và Lam Vũ Phi vào sân lúc đó, hơn nữa yên lặng. Diệp Thần có chút kỳ quái, hắn thật giống như, không có nghe được hoạn quan hát tên à. Hắn không khỏi được, quay đầu hướng thần tâm điện nhìn ra ngoài. Cái này vừa quay đầu, Diệp Thần, vậy thử ra. Hoàn toàn đờ đẫn. Thậm chí, ngay cả hô hấp đều quên. Lúc này, thần tâm điện cửa điện bên ngoài, đứng một cô gái. Nàng mặc cả người tựa như lụa mỏng vậy, có chút trong suốt váy đầm dài, đem nàng gần như vóc người hoàn mỹ, phác họa được hơn nữa linh lung thích thú. Nhưng là, so nàng vóc người,
người hấp dẫn hơn nữa, là nàng dung nhan. Đẹp, không cách nào hình dung đẹp. Cái này thế gian lời nói, hàng triệu vạn, nhưng không đủ để hình dung người đàn bà này xinh đẹp một phần một chút nào. Đây quả thực, không phải phàm thế gian, có thể tồn tại xinh đẹp à. Ở Diệp Thần ấn tượng bên trong, cũng chỉ có Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Duẫn Mính, ở dung mạo lên, có thể cùng trước mắt cô gái tương để tịnh luận. Mà người đàn bà này, mắt đẹp ba quang lưu chuyển dưới, lại là cùng Diệp Thần đối mặt ánh mắt. Tiếp theo, nàng liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hướng về phía Diệp Thần, cười. Cười một tiếng, bách mị rực rỡ. Cho dù lấy Diệp Thần định lực, cũng không khỏi được, tâm thần một hồi lay động. Cô gái này, tự nhiên không phải người khác, chính là Sở Gia Sở Doanh. Diệp Thần có chút thất thần, hắn biết, Sở Doanh rất đẹp, vậy làm xong bị hôm nay Sở Doanh tươi đẹp chuẩn bị, nhưng mà, lại không nghĩ rằng, nàng, lại đẹp đến loại trình độ này. Sở Doanh thấy được Diệp Thần hình dáng, không khỏi có chút đắc ý, không có uổng phí nàng ngày hôm nay tỉ mỉ như vậy lối ăn mặc. Tiếp theo, bước liên tục nhẹ nhàng, liền hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng đi tới. Nhưng vào lúc này, một người dung mạo anh tuấn, thân hình cao ngất, cả người màu đen sức lực gắn, eo bái phục một chuôi ô sao trường kiếm thanh niên, không nhịn được bưng lên trong tay hai ly rượu, hướng Sở Doanh đi tới. Cái này người thanh niên, tên là Tiêu Thành, cũng là cửu U quốc bên trong, một cái khá là nổi danh thiên tài, năm nay 22 tuổi, phong môn cảnh nhất tầng thiên tu vi. Hơn nữa, hắn vẫn là cửu U quốc bên trong, một cái lai lịch bất phàm thế lực bí truyền đệ tử. Mặc dù, Tiêu Thành tu vi, so với Sở Doanh, thấp hơn vậy không thiếu, nhưng là, Tiêu Thành tánh tình cao ngạo, hắn có tự tin, ở bên trong 3 năm, đuổi kịp Sở Doanh tu vi. Cho nên, hắn vẫn là quyết định thử một chút xem, có thể hay không đạt được Sở Doanh xem trọng. Rất nhanh, Tiêu Thành liền đi tới Sở Doanh trước người, hướng về phía Sở Doanh. Hết sức có lễ phép cười nói. Vị tiên tử này, ta kêu Tiêu Thành, đến từ cửu U cổ kiếm môn, không biết, ta có thể hay không mời ngươi, cùng ta uống một ly rượu đâu. Sở Doanh sững sốt một chút, bất quá, vẫn là dè dặt cười nói, xin lỗi, Tiêu công tử, ta có bạn ở chờ ta. Được rồi, mặc dù có nơi dự liệu, nhưng là, Tiêu Thành bị cự tuyệt, trong lòng tự nhiên không tốt lắm bị. Nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng đối với Sở Doanh lộ ra nụ cười, tránh người ra nói. Cái này rất tiếc nuối, hy vọng tiên tử tối nay chơi được vui vẻ. Sau đó, hắn cứ nhìn Sở Doanh, hướng Diệp Thần chỗ ở đi về phía. Tiêu Thành nhìn Diệp Thần một mắt, ngược lại không có bất kỳ khinh thị. Dẫu sao có thể bước vào nơi này, không có tầm thường. Chỉ là hắn cảm thấy Sở Doanh trong miệng bằng hữu, hẳn không phải là Diệp Thần, là người khác. Càng có thể, là xem Sở Tiêu, làm Vũ Phi như vậy bước lên huyền bảng thiên tài. Chỉ có như vậy siêu cấp yêu nghiệt, mới xứng với Sở Doanh như vậy, lại có dung mạo, lại có bối cảnh, thậm chí tu võ thiên phú hoàn cực mạnh người đẹp. Nhưng mà, một khắc sau, Tiêu Thành mở chừng hai mắt, cơ hồ phải đem ánh mắt chừng ra hốc mắt ở ngoài, mà ly rượu trong tay, vậy lập tức rơi trên mặt đất. Không chỉ là Tiêu Thành, tất cả mọi người, đều bị Sở Doanh cử động. Nơi sợ ngây người. Lúc này Sở Doanh, đi tới Diệp Thần trước người, lại là đối Diệp Thần cười nhạt nói, ta ngày hôm nay, có để cho ngươi thất vọng sao? Giọng nói kia, đừng nói là bạn, thật là, cũng giống như là người yêu một loại à. Sở Doanh ở cửu U quốc chưa bao giờ đối với người như vậy lời nói và thái độ à. Thật là, không cách nào tưởng tượng. Nhiều người suy tư của người, đều phải ngưng trệ. Sở Doanh biết. Mình làm như vậy, khẳng định, sẽ hấp dẫn rất nhiều người đối với Diệp Thần chú ý, nhưng là, đây chính là Sở Doanh mục đích. Mặc dù, nàng phụ thân, cũng chính là Sở Gia gia chủ, đã đồng ý bảo vệ Diệp Thần, nhưng là, Sở Gia còn có rất nhiều người, đối với Sở Hoành vì Diệp Thần đối với Vương Gia quyết định, rất là bất mãn. Như vậy, vì để cho những người này im miệng, Diệp Thần, thì nhất định phải chứng minh mình. Chứng minh mình tiềm lực. Mà lần này cửu công chúa sinh nhật tiệc, chính là, tốt nhất sân khấu. Nàng đối với Diệp Thần, là có lòng tin, ở phong môn cảnh sơ kỳ bên trên không cách nào đối với Diệp Thần xuất thủ dưới tình huống, Diệp Thần, cơ hồ vô địch. Cơ hồ tất cả mọi người, cũng hướng về phía Diệp Thần, ném hâm mộ ánh mắt khen tị,
có thể bị Sở Doanh phụ nữ như vậy thân mật đối đãi, thật là tất cả người đàn ông mơ ước à. Mà trong đó, nhất không cách nào tiếp nhận, chính là Tiêu Thành. Nếu như Sở Doanh vẻn vẹn là cự tuyệt hắn, hoặc là lựa chọn so hắn ưu tú hơn, càng nghịch thiên thiên tài, Tiêu Thành, không lời có thể nói. Nhưng là, Sở Doanh chẳng những cự tuyệt hắn, hoàn lựa chọn Diệp Thần, thành tựu mình trận này tiệc sinh nhật bạn lữ. Cái này há chẳng phải là nói, hắn cổ kiếm môn thiên tài Tiêu Thành, kém hơn cái này người thanh niên. Tiêu Thành, trong mắt ý định giết người bại lộ. Mà Sở Tiêu, làm Vũ Phi các người, vậy cười mỉa nhìn Diệp Thần. Bọn họ biết một cái đạo lý, gọi là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, cái này thả vào trên người, cũng giống như nhau. Nói đơn giản, bọn họ cho rằng, Sở Doanh, không phải Diệp Thần có thể có người phụ nữ, mà bị Sở Doanh vừa ý, cái này, không phải Diệp Thần may mắn, ngược lại, là Diệp Thần lỗi. Linh võ đại lục, chính là như thế vô lý, chính là như thế thế giới tàn khốc. Mà đây chút từ núi thây biển máu bên trong đi tới thiên tài, lại là rõ ràng đạo lý này. Công bằng, đối với bọn họ mà nói, đó bất quá là người yếu trò chơi. Tiêu Thành sắc mặt lạnh như băng, từng bước một hướng Diệp Thần đi tới. Tại chỗ những thiên tài, nguyên bản ghen tị thần sắc, cũng thay đổi được nhìn có chút hả hê. Bọn họ biết, Diệp Thần, phải xui xẻo. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần, nguyên lấy là, Diệp Thần sẽ hốt hoảng, sẽ kinh hoàng, thậm chí hướng Sở Doanh nhờ giúp đỡ. Nhưng mà, để cho bọn họ có chút bất ngờ chính là, Diệp Thần, nhưng chỉ là bình tĩnh uống rượu, thưởng thức bánh ngọt, thậm chí và bên người bé gái trò chuyện với nhau thật vui. Tựa hồ, đối chính đang hướng về mình đi tới Tiêu Thành, không thèm để ý chút nào. Rất nhanh, Tiêu Thành liền đi tới Diệp Thần trước mặt, lạnh mặt nói, vị huynh đài này, tại hạ Tiêu Thành, dám hỏi cao tính đại danh à. Diệp Thần liếc hắn một mắt, nhàn nhạt nói, Diệp Thần. Tiêu Thành tiện tay nhận lấy một ly rượu, khơi màu lông mày nhìn Diệp Thần nói, Diệp huynh, kết giao bằng hữu, uống một ly. Diệp Thần lơ đễnh, tùy ý cầm lên bên cạnh ly rượu, cùng Tiêu Thành đụng một cái, đem rượu uống cạn. Mà Tiêu Thành đâu? Hắn nhìn Diệp Thần đem tràn đầy một ly linh tửu, uống một hơi cạn sạch sau đó, trên mặt, lộ ra một tia sát ý. Tay hắn một chiêu, nhiếp tới một cái bầu rượu bên trong, nơi chứa. Là thần tuyền lầu nhất mãnh liệt linh tử. Hắn tùy tiện đem ly rượu của mình dơ lên, thấm một cái môi, liền lắc đầu nói, rượu này, không hợp ta khẩu vị. Một bên Kỷ Lâm liếc một cái này xa lạ người đàn ông, không hợp ngươi khẩu vị liền đừng uống thôi. Nhưng mà, một giây kế tiếp, còn chưa cùng Kỷ Lâm phản ứng. Vậy rượu mạnh chính là toàn bộ tưới lên Kỷ Lâm trên đầu. Ở đâu ra dã đứa nhỏ? Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện. Kỷ Lâm ướt đẫm, chật vật, rượu dính sợi tóc, không giúp. Kỷ Lâm trong lòng vạn trượng tức giận, nàng chưa từng nhận như vậy ủy khuất, bị người làm nhục và nhục mạ. Một bên Diệp Thần, sát ý bỗng nhiên bùng nổ. Người khác động hắn, hắn không có vấn đề, nhưng nếu là động Kỷ Lâm, cho dù là thiên đạo cũng không được. Diệp Thần mới vừa muốn động thủ, đột nhiên. Kỷ Lâm tay nhỏ bé bắt được Diệp Thần. Diệp Thần ta không có sao, lau làm là được, không nên gây chuyện rồi. Diệp Thần trong mắt kinh ngạc, cái này còn là Kỷ Lâm. Kỷ Lâm không nên tức giận sao, không nên tức miệng mắng to sao. Rất nhanh, hắn liền chú ý đến Kỷ Lâm hốc mắt ửng đỏ, quả đấm nặn chặt. Hắn rõ ràng, Kỷ Lâm tất nhiên nhìn thấu nơi này không bình thường, nàng chẳng ngờ gây họa cho Diệp Thần. Nàng nguyện ý yên lặng chịu đựng khuất nhục, lấy loại phương thức này bảo vệ Diệp Thần. Kỷ Lâm trưởng thành. Vậy một cách tinh quái hạ là một viên vết thương chồng chất thêm thành thục lòng. Diệp Thần nắm thật chặt Kỷ Lâm tay, ngươi không cần phải như vậy. Bây giờ ngươi, ngược lại là giống như một đại nhân. Tỷ tỷ ngươi không có ở đây, ta phải tuân thủ ngươi cả đời. Tiếp theo, giao cho ta. Nói xong Diệp Thần liền không để ý Kỷ Lâm lo lắng ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Thành. Bầu không khí, tạm thời bây giờ, có chút đọng lại. Mọi người thậm chí có chút hưng phấn, chẳng lẽ, cái này Diệp Thần là muốn cùng Tiêu Thành trở mặt sao? Vậy, có thể có trò hay để nhìn. Mà Tiêu Thành, khóe miệng cũng lộ ra một đạo nụ cười.
làm hắn biết Diệp Thần tên chữ lúc đó, liền chuẩn bị ra tay. Bởi vì đêm qua, hắn và học viện thần phong người gặp mặt một lần. Hôm nay, hắn muốn cho Diệp Thần thân bại danh liệt, thậm chí chết. Hắn cười một tiếng, Diệp huynh, ngại quá, ta mới vừa rồi thất thủ. Ta không có ý tứ gì khác. Bất quá có chút dã đứa nhỏ ra vào loại địa phương này, quả thật thiếu dạy dỗ. Nói tới chỗ này, hắn lại rót một ly rượu, sang sảng cười kính Diệp Thần nói, Diệp huynh, ly rượu này coi như là ta bồi không phải. Hôm nay nhưng mà cửu U quốc việc lớn, chúng ta không ngại dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Nhưng mà, Diệp Thần không nhúc nhích ly dự định. Làm sao, Diệp huynh không uống? Tiêu Thành nhíu mày một cái, làm bộ như dáng vẻ nghi hoặc. Ở mọi người nhìn lại, hắn hành động này cũng không không ổn. Nếu như Diệp Thần trở mặt, đối với tự mình ra tay. Vậy, coi như thảo nào mình. Còn như cái đó đứa nhỏ, chẳng qua là hắn một con cờ mà thôi. Bàn cờ này, Diệp Thần định trước bị hắn đùa bỡn tại cổ trường bây giờ. Nhưng mà, mọi người ở đây nhìn soi mói, Diệp Thần, nhưng chậm rãi nâng ly. Sau đó trực tiếp té ở Tiêu Thành trên đầu. Xin lỗi, ta cũng thất thủ. Thế giới thình lình yên tĩnh. Diệp Thần sau lưng Kỳ Lâm thân thể đang run, nàng kéo Diệp Thần, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cứu chỉ có thể nuốt xuống. Hóa làm mắt nước mắt. Mà một bên Tiêu Thành, trong mắt lửa giận cháy, nổi gân xanh. Lần này, ý định giết người không có bất kỳ che giấu nào. Diệp Thần, người có biết người đang làm gì? Vì một cái nhóc con, người dám chọc giận Cửu U. Làm rõ ràng, người chẳng qua là một người ngoài. Diệp Thần nhìn Tiêu Thành, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Ở trước đây thật lâu, ta là cái phế vật, bị không người nào hết sức làm nhục. Cho đến có đối với tỷ muội xuất hiện, bảo vệ ta 5 năm. Ta lúc ấy thì thề nhất định phải coi giữ bọn hắn cả đời. Con đường võ đạo, tu chính là đạo tâm, không thể quên bản. Còn nữa, nàng không gọi nhóc con, nàng có tên chữ, nàng kêu Kỳ Lâm. Kỳ Lâm, Tiêu Thành lần này, là thật vui vẻ, là thật bị Diệp Thần chọc cười. Diệp Thần, người có biết Cửu U Tiệc là linh võ đại lục cao cấp thanh niên vòng một trong. Hiện tại ngươi bởi vì là một cái đứa nhỏ mà truy cứu trách nhiệm ta. Đời này giá cả ngươi tiếp nhận dậy sao? À, Diệp Thần ánh mắt, chợt lạnh xuống, tiếp theo nói một chuyện khác, ngươi hù được bằng hữu ta, hướng bạn ta nói xin lỗi. Ngươi nói xin lỗi, ta liền không truy cứu nữa. Diệp Thần thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ và lạnh như băng. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Phần lớn thần tâm trong điện thiên tài, cũng ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Bọn họ mới vừa rồi, nghe cái gì? Bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi mình lỗ tai. Diệp Thần nói, muốn Tiêu Thành làm gì? Nói xin lỗi. Hướng một cái đứa nhỏ nói xin lỗi. Nguyên bản hoàn treo nụ cười Tiêu Thành, lập tức lạnh xuống, cả người sát ý bùng nổ, cả người, lại tựa như một chuôi, xuất khiếu lợi kiếm vậy, sắc bén vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần hai mắt nói, ngươi, mới vừa nói cái gì? Nói chuyện đồng thời, cả người uy áp, không giữ lại chút nào đè hướng Diệp Thần. Cái này, nhưng mà bịt cửa uy áp à? Tiêu Thành uy áp, có bao kinh khủng, có thể tưởng tượng được, tầm thường tinh khiếu võ giả, thậm chí có thể trực tiếp bị hắn uy áp, miễn cưỡng nghiền giết. Hắn có tự tin, cái này dám đối với mình không tiếc lời Diệp Thần, coi như so võ giả tầm thường, mạnh một chút, vậy tuyệt đối, sẽ ở mình dưới sự uy áp trọng thương. Chí ít, cũng sẽ bị đè được không cách nào nói chuyện. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người, đều là cảm thấy như vậy. Tinh khiếu cùng vận may, vốn là trời và đất chênh lệch, mà vận may cùng phong môn, vậy đơn giản, là đúng cái tinh hệ chênh lệch. Nhưng mà, thực tế nhưng ngoài bọn họ ý liệu. Cảm thụ Tiêu Thành uy áp, Diệp Thần, vô cùng bình tĩnh. Diệp Thần cứ như vậy nhìn thẳng Tiêu Thành ánh mắt, gần từng chữ nói ta. Kêu, ngươi, nói, áy náy. Tiêu Thành cả kinh, Diệp Thần lại, đối với hắn uy áp, không phản ứng chút nào. Bất quá, hắn hiện tại lại không có tâm tình, đi so đo những thứ này. Bởi vì, hắn nội tâm, lúc này đã hoàn toàn, bị sôi trào sát ý, cùng lửa giận ngất trời lấp đầy. Cái này hèn hạ từ bên ngoài đến võ giả, lại,
ngay trước nhiều thiên tài như vậy mặt, như vậy, làm nhục mình à. Điên cuồng kiếm ý, ngay tức thì đem Diệp Thần bọc, Tiêu Thành đôi mắt ứ máu, khuôn mặt dữ tợn, gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên, nắm ngang hông chuôi này ô sao trường kiếm chuôi kiếm, hướng về phía Diệp Thần lạc giọng gầm hét lên, thứ không biết chết sống, ta, muốn ngươi chết. Giao một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương kiếm quang chiếu sáng toàn bộ thần tâm điện, cứ việc trong điện đều là thực lực siêu quần thiên tài siêu cấp, nhưng là, không ít người, bị cái này rét lạnh cực kỳ kiếm quang chiếu một cái, đều là không nhịn được trong lòng chợt lạnh. Thật là bén kiếm. Thanh kiếm này, lại là một chuôi thần khí đồ sắc bén. Hơn nữa, kiếm kia quang bên trong, hoàn mơ hồ mang theo một cổ linh tính. Thanh kiếm này, không chỉ là thần khí, lại, hoàn có cường đại khí linh. Làm Tiêu Thành xuất kiếm nháy mắt, nguyên bản hoàn cuồng nộ không chỉ hắn, khí tức cả người ngay tức thì thay đổi, lại có một loại gợn sóng không sợ hãi đại sư phong độ, kiếm ý bên trong, cổ ý dạo dực, một kiếm này, có loại mở ra hồng hoang, kiếm phá bầu trời khí thế. Thần tâm trong điện những thiên tài, không khỏi con ngươi co giúp một cái. Cửu U Quốc cổ kiếm môn, quả nhiên được. Tiêu Thành, vậy quả nhiên là một kinh thiên động địa thiên tài. Tại chỗ, không thiếu kiến thức rộng thiên tài, bọn họ đã nhìn ra, Tiêu Thành sử dụng kiếm pháp, là cổ kiếm môn chấn phái kiếm thuật, hoang cổ kiếm. Đây mới thực là, từ thời đại thượng cổ, truyền lưu đến nay cao cấp kiếm thuật, hơn nữa, truyền thừa vô cùng đầy đủ, xa xa không phải hiện tại linh võ đại lục lên võ có thể so sánh được. Một kiếm ra, thiên địa động, vạn vật mất đi. Cơ hồ tất cả mọi người đều có thể khẳng định, Diệp Thần, tất nhiên ở nơi này tuyệt mạnh kinh khủng một kiếm dưới, hoàn toàn biến mất. Cái này nhanh như tia chớp một kiếm, ngay lập tức bây giờ chảm phá hư không, hướng Diệp Thần đâm tới. Diệp Thần trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Tiêu Thành, nhân phẩm mặc dù không như thế nào, thực lực và tư chất, nhưng là thứ thiệt. Thượng cổ kiếm pháp, lấy hiện tại linh võ đại lục đối với vũ kỹ phán xét tiêu chuẩn, căn bản không cách nào phán đoán hắn đẳng cấp. Diệp Thần biết, một kiếm này, so với kia vệ thanh thiên viên vỡ long côn, mạnh hơn lên không thiếu. Hơn nữa, một kiếm này tốc độ, cho dù hắn sử dụng bách bộ trục điện, vậy căn bản không cách nào tránh. Nhưng là, Diệp Thần sợ sao? Không có, một tia một chút nào cũng không có. Diệp Thần thân hình rút lên, thần văn lóng lánh, ma thể hiển hóa, tử diễm đằng đằng. Cổ tay hắn một chuyển, thú hủ kiếm ngay lập tức rơi vào trong tay. Một đạo kiếm quang, chớp mắt rồi biến mất. Giống như vạch qua màn đêm sao rơi vậy. Một kiếm này tốc độ, có thể nói trình độ cao nhất. So Tiêu Thành hoang cổ kiếm, nhanh hơn. Sở Tiêu và Lam Vũ Phi, nguyên bản, hoàn mặt đầy phong khinh vân đạm, cho dù Tiêu Thành tinh diệu như vậy một kiếm, cũng không có để cho bọn họ lộ vẻ xúc động, nhưng mà, khi bọn hắn thấy Diệp Thần động tác lúc đó, nhưng là ánh mắt chớp mắt. Liền cái này hai vị trên đăng huyền bảng thiên tài, cũng mơ hồ có chút rung động. Một khắc sau, kiếm kiếm làm bạn, kiếm quang cùng kiếm mang, lần lượt thay nhau chớp động. Ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động, cái này cả tòa trôi lơ lửng hư không đền, đều ở đây hai người nhất kích dưới, hơi lắc lư mấy phần. Ánh sáng chói mắt, chiếu sáng đúng phiến thương khung. Ánh sáng liễm hết sức, mọi người, rốt cuộc thấy rõ một màn trước mắt. Nghẹt thở. Không khí quanh thân, phảng phất hóa thành hàn băng, căn bản không cách nào hút vào trong phổi. Cái này thần tâm trong điện, đứng đầu nhất những thiên tài, nhìn trước mắt cảnh tượng, con ngươi, đều phải trừng ra hốc mắt. Bọn họ từng cái há to miệng, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn, nào còn có bắt đầu bộ kia hăm hở, vô cùng tự tin hình dáng. Bọn họ nội tâm rung động, thật là không cách nào hình dung. Linh hồn, đều run rẩy. Chỉ vì ở bọn họ trước mắt, đứng, là Diệp Thần. Mà Tiêu Thành đâu? Nguyên bản không thể một đời Tiêu Thành, lúc này, chỉ còn lại có nửa người trên, máu tươi cuồng trào, ngã nằm dưới đất, thoi thóp. Tiêu Thành, lại đánh bại. Đây chính là thượng cổ kiếm pháp à? Đây chính là tuyệt mạnh kinh khủng một kiếm à? Rất nhiều tại chỗ phong môn cảnh thiên tài, cũng không có tự tin, có thể ngăn được như vậy tươi đẹp một kiếm. Nhưng mà, sử dụng một kiếm này Tiêu Thành, lúc này, lại lạc được cái này kết quả. Vậy Diệp Thần, kết quả, là người vẫn là quỷ a?
vẫn là tạo hóa cảnh. Cái này căn bản, không thể nào là vận may võ giả, có thể có được thực lực chứ. Diệp Thần lúc này, vậy cũng không hơn gì, trước ngực, lộ ra một cái lỗ thủng to, máu tươi giàn giụa, nhưng là, Diệp Thần đối với mình thương thế, nhưng tựa như hoàn toàn không có cảm giác vậy. Hắn từ từ, đi tới Tiêu Thành trước người. Lúc này, còn sót lại nửa người trên Tiêu Thành, dùng hết toàn lực ngẩng đầu lên, nhìn mắt nhìn xuống mình Diệp Thần. Bất thình lình, hắn cặp mắt, run rẩy kịch liệt. Hắn thấy được, Diệp Thần đang cười. Lạnh vô cùng cười. Thượng cổ kiếm pháp thì như thế nào? Cổ kiếm bí truyền thì như thế nào? Cổ kiếm bí truyền lại ưu tú, chẳng lẽ, hơn được hắn trăm vị đại năng cấp người Diệp Thần? Diệp Thần ngồi xổm người xuống, ngưng mắt nhìn Tiêu Thành cặp mắt, tiếp theo bắt lại hắn đầu lâu, đem chi hung hãn giữ ở trên mặt đất vậy than, Tiêu Thành đụng rót rượu nước bên trong. Tiêu Thành ra mặt, hung hãn cùng tràn đầy rượu mặt đất ma sát, hắn sống mũi, mặt cốt, ở Diệp Thần dưới cự lực, ngay tức thì liền bể nát, mà hắn ra mặt, càng bị mài được máu thịt mơ hồ, để cho hắn không khỏi được, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Diệp Thần lạnh như băng nói. Ta biết ngươi đứng sau lưng người khác, nhưng là ngàn không nên vạn không nên, chính là động bạn của ta. Nàng kêu Kỳ Lâm, là ta Diệp Thần bằng hữu. Tiêu Thành, cái đó kiêu ngạo vô cùng Tiêu Thành, lúc này, nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, lại là cả người run rẩy liền một chút. Trong mắt đều là sợ hãi. Diệp Thần đứng dậy, vừa quay người, lại là không đi quản nữa trên đất Tiêu Thành, mà là đi tới kinh hoàng thất thố Kỳ Lâm trước mặt. Lộ ra một đạo nụ cười ấm áp, trời sập xuống, còn có ta chĩa vào. Ừ, giờ phút này, Kỳ Lâm trong mắt lóe lên một đạo sáng chói quang. Giờ khắc này, nàng thề, nếu như có một ngày, Diệp Thần đối mặt kẻ địch cường đại, nàng vậy sẽ dùng nàng vậy thon nhỏ thân thể, bảo vệ. Hai người vào ngồi, Diệp Thần mây thưa gió nhẹ uống rượu. Nhưng mà, một bên Kỳ Lâm lại phát hiện cái gì, kinh hãi nói, Diệp Thần. Ngươi chảy máu. Không có sao. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng. Phong môn nhất tầng thiên cường giả, so hắn tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều. Hắn thi triển một kiếm kia, thương thế trên người ngược lại là thứ nhì. Thần hồn tổn thương, nặng hơn. So thi triển ngàn binh bạo còn muốn tổn thương. Hắn phải mau sớm khôi phục. Mà hiện tại, nhìn Diệp Thần và Kỳ Lâm những thiên tài này, nhưng lại vậy không có một người dám mở miệng nói chuyện. Bọn họ nhìn Diệp Thần ánh mắt đã thay đổi. Ở nơi này là cái gì vận may phế vật, thật là một cái ma thần à. Ngay tại Diệp Thần vẫn còn ở âm thầm chữa thương lúc đó, thần tâm ngoài điện vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Cùng lúc đó, vậy trầm mặc thật lâu người nọ rốt cuộc mở miệng lần nữa, quát to Cửu công chúa giá lâm. Diệp Thần và Kỳ Lâm nghe vậy, cũng không khỏi được hướng cửa nhìn ra ngoài. Có thể làm hắn thấy vào cửa người lúc đó, nhưng là không khỏi được, hơi sững sờ. Thần tâm ngoài điện, một người vóc người thon nhỏ, nhìn qua bất quá cùng Kỳ Lâm kém không nhiều tuổi tác bé gái, non nớt trên mặt nhỏ mang nụ cười vui vẻ, ở hai người thị nữ cùng đi, vỗ tay từ ngoài cửa đi tới. Cái này Cửu công chúa, lại và Kỳ Lâm vậy lớn. Hơn nữa, càng làm cho người kinh ngạc chính là, cái này Cửu công chúa vừa vào cửa. Lại trực tiếp hướng Diệp Thần và Kỳ Lâm đi tới. Nàng khá là hưng phấn nhìn Diệp Thần nói, vui, chơi thật vui. Người mới vừa rồi kiếm pháp, là từ nơi nào học, thật là lợi hại à. Người kia lập tức liền bị ngươi đánh bại, rõ ràng tu vi so ngươi cao như vậy nhiều, thú vị, thật là quá thú vị. Ách, chấm, Diệp Thần cầm nhìn thiếu nữ trước mặt, không khỏi có chút im lặng. Cái này còn là Cửu U công chúa sao? Hoàn toàn không có công chúa mất tự nhiên hình dáng à. Bất quá, hắn vẫn đáp, ta kêu Diệp Thần, mới vừa rồi kiếm pháp. Là chính ta ngộ. Hắn tổng không thể cầm Trảm Thiên Nhất Kiếm chân thực lai lịch, giải thích cho nàng nghe. Vậy Cửu công chúa, vốn là, hoàn muốn nói gì, nhưng mà đột nhiên bây giờ, nàng mắt to bên trong, nhưng là ánh sáng đen chớp mắt, nhẹ ồ nói, ồ, người bị thương. Bị thương. Diệp Thần nhìn xem ngực mình vết thương, mặc dù đã sắp khép lại, nhưng là, vết thương vẫn là rất rõ ràng, cái này có gì kỳ quái sao? Hắn không khỏi có chút không hiểu nhìn trước mặt cái này một cách tinh quái thiếu nữ. Đây là, phong thanh dương thanh âm,
đột nhiên ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, cái này công chúa thể chất ngược lại có chút đặc thù. Cái gì? Chấm hỏi, Diệp Thần nghe vậy, truy hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Phong Thanh Dương nhưng cười nói, lập tức, người thì sẽ biết. Mà đứng ở Diệp Thần trước người cửu công chúa, chú ý tới Diệp Thần ánh mắt sau đó, mở miệng nói, ta không phải nói ngươi ngực tổn thương, ta là nói, ngươi thần hồn lên tổn thương. Thần hồn. Lần này, Diệp Thần nhìn trước mặt cửu công chúa, ánh mắt, rốt cuộc thay đổi, nàng là làm sao, nhìn thấu mình thần hồn lên thương thế. Diệp Thần có tự tin, có Phong Thanh Dương tồn tại, chính là phong môn cảnh cường giả, cũng không thể nhìn thấu mình thần hồn à. Ngay tại lúc này, cửu công chúa vậy đôi đen nhánh thấu lượng mắt to bên trong, đột nhiên dâng lên một hồi ánh sáng đen, trực tiếp, hướng Diệp Thần ấn đường bắn tới. Diệp Thần theo bản năng muốn né tránh, có thể Phong Thanh Dương thanh âm, vang lên lần nữa nói, thằng nhóc, chớ núp. Diệp Thần nghe vậy, mặt hiện vẻ kinh nghi, nhưng là, vẫn là đứng ở tại chỗ, vậy đạo ô quang, lại là trực tiếp xuyên thủng Diệp Thần ấn đường, bắn vào thức hải bên trong. Một khắc sau, Diệp Thần cảm giác mình thức hải, tựa như sôi trào vậy, mà nguyên bản bởi vì sử dụng một kiếm kia, mà có chút bị tổn thương thần hồn, lại là ở một hồi nóng bỏng bên trong, nhanh chóng khôi phục. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần, hoàn toàn ngây dại, tiếp theo, chính là mừng rỡ. Mình thần hồn thương thế, lại thật trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, mơ hồ bây giờ. Hắn thần niệm dường như ư tạm thời đổi được vô cùng là bền bỉ, lấy hiện tại loại trạng thái này, Diệp Thần cơ hồ có thể liên tục nhiều lần thi triển một kiếm kia. Mà vậy cửu công chúa, vậy cười hì hì đưa mắt rơi vào Kỳ Lâm trên mình. Trong mắt khẽ chấn động. Ngươi lại là tiên thiên. Thanh âm hơi ngừng. Cửu công chúa đưa tay ra, đối với Kỳ Lâm nháy nháy mắt nói, ngươi ta là một loại người, tiệc sắp bắt đầu, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi. Nếu không ta quá nhàm chán. Theo ta chung một chỗ, không ai dám tổn thương ngươi. Diệp Thần trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, cái này cửu u công chúa rốt cuộc lai lịch ra sao, không chỉ trị liệu hắn thần hồn, càng liếc mắt liền nhìn ra Kỳ Lâm tiên thiên độc thể. Kỳ Lâm nhìn một cái Diệp Thần, vẫn là cùng cửu công chúa rời đi. Diệp Thần còn muốn đi lên hỏi chút gì, có thể cửa người nọ, lần nữa quát to cửu u đế, đến. Dứt lời, Diệp Thần liền phát hiện lòng bàn tay cửu u đế phù truyền tới một tia nóng bỏng cảm giác. Diệp Thần xoay người nhìn, chỉ gặp, thần tâm ngoài điện, một người mặc cửu u áo bào đen, nhìn qua bốn chừng 10 tuổi, sóng mũi cao, mắt hổ, phương môi, mặt chữ quốc, dưới hàm xúc trước ba tròm râu dài nam tử, kéo một người mặc phượng quần, dung mạo vô cùng đẹp, duyên dáng sang trọng xinh đẹp thiếu phụ cùng chung bước vào thần tâm trong điện. Tên kia nam tử. Tướng mạo chỉ có thể coi như là phổ thông, nhưng là, cả người nhưng tản ra một loại khó mà hình dung uy thế, tựa như nhất cử nhất động, đều có ngút trời hơi thở, để cho người sinh ra không dám không vâng lời cảm giác. Tên nam tử này tử, chính là đương kim cửu u quốc cửu u đế. Đáng sợ hơn phải, tên này cửu u quốc cửu u đế, cùng bên người hắn tên kia Lý Hoàng Phi, Diệp Thần lại không phát hiện được nửa điểm tu vi. Hai người cho hắn cảm giác và Vĩnh Hằng Thánh Vương giống nhau như đúc. Chí ít thái hư cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 102.